hướng dẫn và tiếp dẫn người xuất gia tại gia
được xem như là nhiều nhất tại Hawaii của chúng ta. Xin đại chúng đồng chắp tay cầu nguyện mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Lực Đại Tổ Sư, thì từ gia hộ cho Hòa Thượng Viện Chủ thân khỏe tâm an, luôn lèo lái con đường chánh pháp, đưa chúng con và chúng sinh từ bờ mê sanh đến giác. Và cầu nguyện Hòa Thượng với pháp lạc tròn đầy, hiện tại hạnh phúc trong chánh pháp của Như Lai, cầu cho Hòa Thượng sớm thành tựu được đạo quả, giác ngộ giải thoát. Và cảm ơn đến tất cả chư hương linh, ký danh, ký tự, ký cốt, kỳ sư tại nơi này, để cho tất cả chư hương linh cùng đến đạo tràng, nghe kinh với đạo tràng chúng ta. Hướng về tất cả chư hương linh do đại hỏa hoạn mà tử vong, cầu tất cả chư hương linh vừa gặp cơn hỏa hoạn đó sẽ hướng về ba ngôi tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nghe được giáo pháp của Như Lai, đồng được sanh về cõi Phật. Nam mô Sanh Tịnh Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại chúng rải tâm từ và cầu nguyện cho tất cả chư hương linh do hỏa hoạn, với tâm từ và sức chú nguyện của đại chúng, cầu tất cả chư hương linh nghiệp chướng tiêu trừ, đồng sanh về cõi Phật. Nguyện tiếng chuông này thấu cõi pháp, nối tiếp khi tâm tối thể điều nghe, nghe rồi liền chứng pháp tiên thông, tất cả chúng sanh thành chánh giác. Nghe chư Đại Phật cảm niệm trên đại chúng. Hôm nay thầy chia sẻ với đại chúng với một góc nhìn pháp số, mà chắc thầy lấy năm pháp thôi. Phần kế tiếp là chúng ta tư duy về năm cái pháp môn mà chúng ta thường gặp, xem tất cả các pháp môn đó đối với các pháp mà Đức Phật dạy có phù hợp hay không. Thứ nhất, Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nghĩa là hữu tình đó, là có Phật tánh, giống như chúng ta gọi là ta trở về với bảo sở, là với cõi Phật của chính mình. Hữu tình chúng sinh thì có Phật tánh là thanh tịnh, còn vô tình chúng sinh là có pháp tánh là vô sanh. Như vậy thanh tịnh với vô sanh á, đây là một, chúng ta tạm mượn cái cõi cực lạc là thanh tịnh và vô sanh, đây gọi là cực lạc. Vậy thì chúng sinh ở cõi cực lạc là chúng sinh vô sanh, gọi là chúng sinh được thanh tịnh mới sanh về đây. Còn cái cõi cực lạc là cái cõi vô sanh, cho nên cõi đó đó không sanh không diệt. Pháp thứ hai, pháp giới là nhất chân, có nghĩa là tất cả các pháp á, mà Đức Phật dạy á, nó không ngoài một con đường, đó là con đường đi đến Phật quả, con đường trở về chân tâm. Như vậy tất cả các pháp môn đều không ngoài con đường trở về Phật tánh của mình. Như vậy tu một pháp là tu tất cả pháp, như là trong 12 nhân duyên mình chỉ diệt một duyên thì tất cả các duyên khác đều không còn. Hay nói đúng hơn là mình cắt cái mắt xích này, ta cắt thì cái này nó bung ra và nó không còn dính mắt lại, và vòng luân hồi sanh tử không còn xoay chuyển nữa. Như vậy dùng đến pháp số mà con số 1, nghĩa là pháp giới là nhất chân, nhưng mà chúng ta lại nghe có câu là tùy duyên bất biến. Tùy duyên bất biến có nghĩa là ở trong cái cõi này nè, mình giác ngộ rồi thì mình không bỏ một duyên nào hết, là tùy thuận chúng sinh, tùy duyên. Nhưng mà bất biến có nghĩa là mình vẫn hiểu rằng mình có một Phật tánh vốn không sanh, cho nên mình không sợ bất cứ một pháp nào hết, vì tất cả pháp đều là duyên sanh giả có, chúng không thật, cho nên chúng ta không sợ bất cứ một duyên nào.
thì nó gọi là tùy duyên, nhưng mà vẫn giữ tâm bất biến. Còn khi mà chúng ta đạt được cái tự tánh của mình rồi thì lúc này dùng cái câu bất biến mà tùy duyên, có nghĩa là khi chúng ta có đắc đạo rồi nhưng mà chúng ta cũng không bỏ chúng sinh, ở trong cái tâm bất biến của mình mà không rời khỏi chúng sinh, gọi là tùy duyên, vẫn trở lại độ tất cả chúng sinh nếu chúng sinh nào đủ nhân duyên với mình, gọi là bất biến mà tùy duyên. Và cái pháp thứ ba đó là nhị nguyên. Nhị nguyên có nghĩa là một chỉnh thể, là chúng ta nói bàn tay, nhưng mà bàn tay chúng ta có cái trắng được xem như là trắng, có cái đen được xem như là tà. Như vậy có đúng có sai, có trắng có tà, có đẹp có xấu, có được có mất, như vậy thì đó gọi là nhị nguyên. Nhưng mà chúng ta nè, có phần trước mặt và phần sau lưng. Cái trước mặt thì ta thấy, cái sau lưng ta có thấy không? Ai trước mặt ta thấy, ai sau lưng ta không thấy. Như vậy bản thân chúng ta là một chỉnh thể của hai mặt đối lập, nghĩa là trước và sau. Cho nên chúng ta có cái phải và cái trái, thì chính chúng ta hiểu được giáo pháp của Như Lai để ta hiểu rằng bản thân mình phải hành những lời Phật dạy, Đức Phật dạy, con có cái tốt và có cái xấu. Con học Đức Như Lai đơn giản một điều, con đừng có theo cái xấu của con. Có nghĩa là đây là cái phong tục tập quán, đây là cái mà con đã buôn tập nhiều lần nhiều kiếp, nó trở thành một cái định nghiệp của con. Cho nên giáo pháp của Như Lai dạy chư ác mạt tác, có nghĩa là các ác đừng làm, chúng thiện phụng hành là việc thiện nên làm. Mà tôi từng nói là chúng ta viết là viết bằng tay phải, và tất cả mọi người dạy điều là dạy cái điều phải thôi, nhưng mà mặc định người nào cũng biết cái việc trái của nó, không ai dạy chúng ta cái xấu nhưng mà ai cũng biết. Vậy thì cái xấu khỏi cần dạy. Vậy Phật tử chúng ta học được cái pháp này của Đức Phật dạy thì chúng ta không cần nói xấu ai, bởi vì ai cũng hiểu hết rồi, nói làm chi. Cho nên chữ tâm á, tâm là tiếng Hán á, là nó quẹt một quẹt, xong quẹt cái móc câu, xong quẹt tiếp hai quẹt nữa, thì nó gọi là ba điểm như sao sáng, móc câu tở răng tà, đọa xa hay thành Phật cũng do nó mà ra. Nghĩa là dầu rằng đi xuống hay đi lên cũng do cái tâm của chúng ta, gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Từ đó mà chúng ta không quan tâm tới việc ác, bởi vì thiên đường hữu lộ vô nhân đáo và địa ngục cài thêm lắm các tầm, nên ở địa ngục đông người lắm, chúng ta không cần quan tâm đâu. Đã không quan tâm mà nó còn tranh nhau nó chui xuống dưới, quan tâm nữa chắc chặt đứt ở dưới, làm sao ở trên có được. Cho nên ở trên điện này ít, mà coi chừng ở dưới ấy nhiều lắm. Mình nói dưới ấy thôi nha, mình có kiếm cái chỗ ấy là cái chỗ nào khổ lắm, hiểu đi. Thầy nói chữ ấy thì ai cũng hiểu hết, có nghĩa là giờ ngoài đường nó kẹt xe không phải không? Nghe ngoài đường nó kẹt xe, tại sao trong chùa có mấy người là mình biết cái chỗ ấy rồi. Con người ta đua nhau, người ta chạy vòng quanh trong sanh tử, nhưng mà ít có ai giác ngộ được. Cho nên quý Phật tử ở đây được xem như là những hộp chắc, những con người giác ngộ, những người tìm được đến Phật pháp, hay là những con người trên những con người trong cuộc đời này. Đức Phật dạy người có mắt á, mà không giác ngộ thì có mắt cũng như mù. Người có hai cái tai mà không giác ngộ, không nghe được lời Phật dạy thì có tai nghe cũng như điếc. Có thân đi đứng chẳng khác kẻ bại liệt, có trí não chẳng khác gì kẻ điên loạn. Như vậy cả một đời chúng ta vòng quanh trong sanh tử, mà những ai không giác ngộ thì rất đáng thương, đáng tội nghiệp. Cho nên cho một tràng pháo tay tán thán những người có mặt ở đây. Có mặt ở đây nhưng mà còn phải ngồi ở đây nữa nha. Cái rồi cũng có người không ạ, nhưng mà vẫn không có muốn như pháp. Có người chỉ đến chùa thôi, chứ ở ngoài cổng hoặc là dưới nhà chùa chứ không muốn ra. Dù rằng mình có kêu cỡ nào đi nữa, có đổi cỡ nào đi nữa, họ cũng muốn đi. Nó có những con duyên
mình vẫn phải chấp nhận. Cách đó là con số 2, và cũng là pháp thứ 3, nhưng mà con số 2. Bây giờ pháp thứ 4 là con số 3. Chúng ta hiểu được rằng là ngày xưa ông cha ta nói ăn 3 hộp cơm. Đi đâu đó, ăn 3 hộp cơm đi rồi đi. Ăn 3 hộp mà vô 3 tô. Nghĩa là lời nói và vấn đề là không phải là chúng ta nói sao hiểu vậy, mà là cái hiểu với cái lời nói. Có khi cái lời nói nó rất là ít, cho nên trong giáo pháp của Như Lai gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Người nghe ít hiểu nhiều, đây là bậc thượng thâm. Khi Đức Thế Tôn thì hiện ra trong cõi đời, những người dạy Đức Thế Tôn rất là ít, nhưng mà Đức Thế Tôn học rất là giỏi. Vì vậy cho nên các vị thầy dạy một thời gian mà không còn gì để dạy. Và lúc trước thầy đến đây thì chia sẻ, thầy cũng nói nếu mà thầy nói mà quý vị hiểu hết rồi, mai mốt nghe thầy xuân qua không cần đi nghe, thì sao vậy? Thì coi như đó à. Ông nói như tôi biết hết rồi, còn nghe cái gì nữa. Từ chỗ đó mà mình hiểu rằng là ngày hôm nay tôi sẽ nói cái khác, và ngày mai tôi kiếm chuyện khác tôi nói nữa. Bởi vì giáo pháp của Như Lai là vô thượng thậm tâm, cho nên người nào ở nhà là tiếc ráng chịu. Có thể là trong lúc này mình còn quay phim rồi, cho đến một giai đoạn nữa là không cho quay phim luôn. Ai đến nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Vì sao vậy? Dù rằng có quay đi nữa thì bắt đầu con người ta trở thành không muốn đi chùa nữa, không muốn gọi là bây giờ cái xã hội này nó phát triển rồi, mình không cần đi đâu, gõ trên mạng có hết. Như vậy thì đến một lúc nào đó cái mạng internet không còn nữa thì con người trở về thời kỳ đồ đá trở lại. Bản thân bây giờ mà có nhiều trẻ em là đưa ra một bài toán không có máy tính nó không làm được. Ngày xưa mình đâu có máy tính đâu, cho nên con người của mình có thể phát minh ra rất là nhiều thứ. Nhưng ngày mai này coi chừng không còn làm được cái gì nữa. Khi mà cái chương trình Y2K mà hồi xưa mình nghe một loại virus nó phá hư cái hệ thống vi tính, thì lúc đó con người trở về giai đoạn đồ đá, mình không còn làm gì nữa. Cửa của mình là cửa tự động, cửa thông minh, bây giờ nó không mở là ở trong đó thông minh luôn. Mình thấy đó, nó nguy hiểm không? Nó rất là nguy hiểm. Cho nên bây giờ có nhiều người ở trong cái xe của mình mà ra không được, bởi vì nó hết pin. Nó hết điện thì ở trong xe của mình mà ra không được. Cho nên là càng kín đáo chừng nào, càng tiến bộ chừng nào, thì coi chừng chúng ta lại quên những lời Đức Phật dạy là có tam bảo rồi. Có người nói thôi con chỉ niết bảo thôi mà không vi Phật thôi. Thế thì thầy mới nói là tam bảo thì có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Thế thì tam bảo có cái nào thấp, cái nào cao không? Nghe mới nghe là giật mình ha. Nào giờ là Phật là tuyệt vời nhất rồi, đúng không? Phật là tuyệt vời nhất, tại sao giờ thầy hỏi vậy? Phật bảo là Đức Phật, Pháp bảo là lời Phật dạy, Tăng bảo là những bậc xuất gia. Nhưng mà bây giờ mình biết là có ba bậc tam bảo, chứ không phải chỉ có tam bảo mà còn có ba bậc tam bảo nữa. Lần trước thầy chia sẻ rồi, ai nhớ giơ tay lên. Được, thầy thỉnh thầy viện trưởng cho làm phó viện trưởng. Cái gì không phải của mình sẵn sàng cho hết. Ai mà muốn thế giới này cho luôn, giống như là hàng mặt tử mà bán trăng vậy đó. Cho nên không phải chỉ một hàng mặt tử bán trăng mà ai cũng được quyền bán, bởi vì có lấy được đâu. Rồi ai nhắc lại giùm thầy ba bậc tam bảo. Thí chủ đừng nói quên rồi nha. Nhớ không? Không nhớ không? Không nhớ. Rồi tới cô phía sau. Cô Dư Tịnh. Phật Pháp Tăng là ba ngôi, bây giờ là ba bậc.
bông chính giữa. Chỉ có tới đó thôi. Đầu thôi không dám hỏi nữa. Ở thôi bên đây hỏi anh đẹp trai hú hồn. Cái người này được xem như là rất là giỏi, nhưng mà tới giờ này hỏi thì lại chắp tay. Ba bậc Tam Bảo là đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và thế gian trụ trì Tam Bảo. Thế gian trụ trì Tam Bảo thì Chư Tăng Chư Ni gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. Những kinh điển mà mình đọc cùng bây giờ gọi là thế gian trụ trì Pháp Bảo. Các cái hình ảnh tượng Phật thì gọi là thế gian trụ trì Phật Bảo. Như vậy xét ra thế gian trụ trì thì Tam Bảo là quan trọng. Bởi vì Tam Bảo ở đâu thì Pháp Bảo và Phật Bảo có ở đó. Cho nên thế gian trụ trì Tam Bảo thì Tam Bảo là quan trọng. Cho nên bên Nam truyền ấy, là thờ Phật ấy, thì cái điện Phật rất là nhỏ, nhưng mà cái tòa của ông sư trụ trì ấy, thì rất là to. Cái vị trí của ông sư trụ trì nó cao dữ lắm luôn. Ở bên chỗ Dalai Lama cũng vậy. Chúng ta thấy cái chỗ ngồi của vị Dalai Lama là rất là vĩ đại, rất là cao. Còn cái chỗ thờ Phật ấy, có khi chỉ thờ để cho mình nhớ tới Phật thôi. Nhưng mà cái thế gian trụ trì Tam Bảo là quan trọng. Bởi vì Chư Tăng ở đâu thì ở đó mới có Phật và Pháp. Chứ không có Chư Tăng thì Phật và Pháp không còn tồn tại nữa. Cái đó gọi là thế gian trụ trì thì Tam Bảo là quan trọng. Nhưng mà xuất thế gian Tam Bảo thì xuất thế gian Phật Bảo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Xuất thế gian Pháp Bảo là những lời của Đức Phật dạy trong thời Đức Phật còn tại thế. Những ai nghe được Đức Phật dạy xong thì người đó có thể đắc được thánh quả. Cho nên mình có 8 nạn, mình có 1 nạn là sanh sau đời Phật. Trong Kinh Kim Cang có đoạn nhắc rằng Phật tại thế thời ngã trầm luân, là Phật ở đời đó thì con còn trầm luân. Ngã đắc nhân thân Phật diệt độ, khi con được cái thân người thì Phật không còn nữa. Cái này là ông A Tư Đà ông khóc vì ông nhìn, ông xem tướng Thái tử Tất Đạt Đa. Xong ông khóc là bởi vì tôi không được nghe âm thanh huy diệu của một đấng giác ngộ hoàn toàn. Đó. Ngã đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não tự thân đang nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Con tự xót xa cho cái nghiệp chướng sâu dày của con, không được thấy kim thân và sắc tướng tốt đẹp của Như Lai. Rồi ai lặp lại được 4 câu đó thì làm, thầy cho là thư ký của chùa. Đâu, thầy đọc lại nha, thầy nhắc lại lần thứ hai coi có ai an an ở trong chúng không. Phật tại thế thời ngã trầm luân, ngã đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Rồi ở đây tiếng Anh không, tiếng Hán có bộ yếu rồi. Cái đó là tiếng Hán á, nghe cái âm Hán Việt khó phải không? Nhưng mà ngày xưa đó là quý thầy nghe âm Hán Việt thích lắm. Bởi vì sao? Nghĩa của nó sâu sắc lắm. Cho nên giờ có nhiều người hỏi tại sao không dịch cái câu đó ra. Thầy nói cái câu đó dịch ra được đấy, nhưng mà nó dài lắm. Cho nên mình cứ phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sinh, tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo. Tại sao cái câu đó nó dốt gọn quá mà nó đầy đủ. Bây giờ mình đem mình dịch ra nó dài lắm luôn. Thấy không? À, cho nên là có những từ tiếng Hán nó rất là cô đọng. Như vậy xuất thế gian Phật Bảo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất thế gian Pháp Bảo là những lời Đức Phật dạy. Mà Đức Phật dạy thì tự nhiên mình nghe được cái lời của Phật á là mình bỏ cái thế gian này liền, mình muốn xuất gia liền. Cho nên ngày xưa khi mà vua Tịnh Phạn sai người đi đến thỉnh Thái tử Tất Đạt Đa về hoàng cung, ai đến gặp Thái tử xuất gia hết. Cho đến cái người cuối cùng mà lãnh cái chiếu chỉ đi thỉnh Thái tử Tất Đạt Đa về, là ông nhận chiếu chỉ xong ông đập cũng lũ tay, ông biết luôn hai tay. Ông đến không nghe Đức Phật nói gì, chỉ đi thẳng tới ngay chỗ Đức Phật thuyết giảng và nói lệnh của vua Tịnh Phạn triệu hồi Thái tử Tất Đạt Đa về cung.
hết. Còn bây giờ không nói lời nào, không có nghe đâu mà nói. Ông Thục, ông chồng lũng lũ tay rồi có nghe đâu mà nói. Tại vì bất cứ một vị đại thần nào đến gặp Đức Phật, nghe Đức Phật giảng xong liền xuất gia luôn. Cái đó gọi là xuất thế gian pháp bảo. Quý vị thấy ghê gớm chưa? Cái lực của giáo pháp ngày xưa thời Đức Phật là nghe xong đi xuất gia liền. Cho nên giờ nào, giờ này mà người nào mà nghe giảng pháp mà cái tâm rạo rực muốn xuất gia thì đây là người có cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp từ cái thời Đức Phật. Nghe được lời của Phật gần như là con nghe lại pháp âm năm xưa của Đức từ Phụ Thích Ca. Còn vừa nghe thầy giảng là cái tâm con muốn đi xuất gia liền luôn. Nó rạo rực như vậy gọi là xuất thế gian pháp bảo. Thứ ba là xuất thế gian tăng bảo là các hàng thánh đệ tử Phật mà giờ này còn ghi lại tên tuổi của các bậc đó, giống như là Tổ Ca Diếp, Tổ A Nan, Tổ Xá Lợi Phất, Tổ Một Thiền Liên, các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn mà chúng ta còn kể tên được, đó là những vị xuất thế gian tăng bảo. Thì cái ngôi xuất thế gian á thì Phật bảo là quan trọng nhất. Thì như này. Còn bây giờ tới cái bậc thứ ba là đồng thể tam bảo, là đồng thể Phật bảo, đồng thể pháp bảo, đồng thể tăng bảo, thì cái nào quan trọng nhất? Không, mạnh dạn đưa tay lên. Tặng thầy ai trả lời đúng thầy cho nguyên cái đảo Hào Quang. Đồng thể là giống nhau thì đúng là đồng thể là giống nhau, thì thầy mới hỏi là cái nào quan trọng nhất chứ thầy đâu nói giống hay khác. Thầy hỏi quan trọng mà. Rồi cho một càng có tay thầy lớn, cái đó là dám nói nhưng mà dễ nói được thôi, nên là khi nói là mình biết nó trọng, là bởi vì nó là ba cái giống. Bây giờ mình nói có một cái quan trọng là nó đặt ra. Cho nên đồng thể tam bảo là không có cái sai biệt, nghĩa là đồng thể Phật, đồng thể pháp và đồng thể tăng đã nói một thể thì dầu rằng có danh tự khác nhau mà bản thể thì không khác. Được không nè? Chúc mừng bạn nói sai. Được. Nhưng mà có nói sai là nhớ danh. Còn người nào không dám nói á là không có nhớ dai được. Cho nên là đồng thể tam bảo là không có cái quan trọng. Xuất thế gian tam bảo thì Phật bảo là quan trọng nhất. Thế gian trụ trì tam bảo thì tăng bảo là quan trọng nhất. Cho nên người ta nói là người xuất gia là quan trọng nhất. Thì lúc này mình hỏi là bạn có hiểu được tam bảo không? Để thôi. Lúc đó mình hỏi câu đó là người kia rung rinh rồi. Bởi vì sao vậy? Người kia không có học làm sao mà biết được. Nghe nói như vậy là biết. Rồi bây giờ người ta nói như nè, tam độc là tham sân si là nguy hiểm nhất. Thì theo quý vị, thì quý vị biết con số 3 rồi đó. Quý vị biết là cái gì nguy hiểm nhất? Hả? Si là nguy hiểm nhất. Si là nguy hiểm nhất. Hả? Rồi còn ai có ý kiến khác không? Tam sân si. Không, giơ tay lên nói lớn lên không? Không nghĩ là nó đều giống nhau. Giống nhau luôn. Điều là nguy hiểm. Dạ. Rồi còn mới có hai người nữ à, nam sao im ru vậy? Không lẽ bị nữ lấn át nữa? Này lé đi hết, đâu phải là ở đây là nam nữ bình quyền, cho nên là để cho người nữ ta nói không cái là mình mất cái quay đi, cho nên quý chú quý anh rồi lên tiếng rồi phải. Con bé bố mắt kìa, không mất tiếng kìa. Hả? Tham. À, con giải thích coi tại sao tham là nguy hiểm nhất. Con thấy tiền là cũng mê rồi. Con chống ba con ghê. Còn có ai thấy tiền không mê nữa không?
bé nói rất là dễ thương, bởi vì tham nó đi đầu. Người ta nói tham sân si, thấy không? Người ta nói tham sân si cho nên tham nó đi đầu. Còn chị này nói là do ngu, do si cho nên không biết cho nên làm bậy, thấy không? Nghe là cũng ổn ổn. Rồi còn ai có ý kiến khác nữa không? Mạnh dạng cho ý kiến thì để cho mình hiểu được vấn đề. Tự nhiên sanh cái chỉ con. Theo con nghĩ là ba cái điều quan trọng. Con với chuyện kia là đồng lõa. Ủa là đồng bộ. Đồng lõa. Nghe là ba cái giống nhau. Còn có ai nói cái này khác nữa không? Hay có theo con nghĩ là con người mình nếu mà mình không tham á thì mình không có sân lên, mình không có si được, mình biết cái đó là tốt, mình không có sợ, mình không có rớ rồi vô. Còn nếu mình có lòng tham á thì tham cái đi đầu, nhưng mà khi mình tham mà mình tham không được á thì mình sân lên, mình chiếm phủ không được, mình sân lên thành ra si mê, thành thử ra mình làm những cái chuyện không có tốt. Ồ, càng vỗ tay thẳng cho anh hay nhỏ hơn nhỏ là bây giờ thương như vậy được chứ, vậy là nam thánh thôi. Tham á là con giải thích như vậy là đúng, có nghĩa là cái bên ngoài ai cũng thấy hết á, đó là tham. Tham là cái mà ai cũng thấy, dễ thấy. Còn si nó ẩn ở bên trong khó thấy. Nếu câu hỏi cái gì làm gốc thì nó si, hỏi cái gì làm gốc thì nó si, mà hỏi cái gì nguy hiểm nhất thì phải nói tới sân. Tại vì sân nó là địa ngục, nó nguy hiểm nhất, là nó ở sâu nhất phía dưới. Cái gì nguy hiểm nhất thì là sân. Nhưng mà cái gì mà nhanh nhất, cái gì mà nó lôi kéo mình một cách nhanh nhất thì đó là tham. Mà nguồn gốc của tội lỗi thì phải nói là si. Cho nên mình phải hiểu câu hỏi. Câu hỏi đó là si là đúng, có nghĩa là nó là vô minh duyên hành. Nó là nguyên nhân đầu tiên để khởi ra vòng luân hồi sanh tử. Được xem như là nó là gốc, chứ nó chưa nguy hiểm. Vì nó là si, nó chỉ mở cánh cửa súc sinh thôi mà. Mà súc sinh là nó gần người Atula súc sinh. Rồi tham nó mới tới ngạ quỷ, mà sân nó ở địa ngục kia. Cho nên là sân nó nguy hiểm nhất. Một tâm sân khởi lên là đốt cháy muôn vàng rừng công đức, đúng không? Một tâm sân mở ra thì mở muôn ngàn cái cánh cửa địa ngục. Cho nên xin một lần nữa cho anh một tràng pháo tay. Hay quá anh ạ. Đợi con nói đó hoài. Tối nay ngủ con bộ ngon. Mình phải làm vậy, mình lấy lại cái oai của người nam nhi chi chí chứ. Cho nên là cái vấn đề là mình đưa ra câu hỏi thì cái người mà hiểu được câu hỏi, giải mã được câu hỏi, trả lời câu hỏi thì nó tuyệt vời. Có nghĩa là cái mà nó làm cho mình, nó dẫn dắt mình nhanh nhất, đó là tham. Cái nguồn gốc của tất cả mọi loại tội lỗi á, là si. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất á, là sân. À, vậy ha. Hồi nãy thầy hỏi cái nào nguy hiểm nhất. Con thấy không? Cho nên con trả lời đúng, nhưng mà nó chưa chính xác. Trả lời là đúng mà chưa chính xác. Cho nên trong cuộc đời có nhiều người nói đúng lắm. Mình tưởng là mình đúng, nhưng mà rõ ràng khi phân tích ra đó thì nó lại không chính xác thôi, chứ không phải không đúng. Rồi, như vậy con số 3 nó rất là nhiều. Tam bảo là Phật Pháp Tăng, tam độc là tham sân si, còn tam học là văn tư tu, tam vô lộ học là giới định tuệ, tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tam môn là tam môn thanh tịnh á, gọi là không, vô tướng, vô tác, và ba cánh cửa vô chùa đó gọi là tam môn thanh tịnh thì phi ngu á. Còn tam thân là báo thân, hóa thân và pháp thân.
vân vân. Con số 3 còn nhiều dữ lắm. Quý vị chỉ học một con số thôi. Mô Phật thì thầy giải cho chúng con rõ cái tam sắc. Tam sắc là tam giới á. Tam giới dạ. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Xin thầy giải rõ giải rõ cái đó. Giả bộ cạo đầu đi. Theo thầy để học cho rõ cái này và mai này giảng dạy lại cho mọi người nghe thì thầy riêng anh thầy dạy một tháng là sẽ xong tam giới một cách rõ ràng. Còn nếu mà nói sơ sơ thì thầy nói một phút thôi nó cũng ra xong là sơ sơ. Nghĩa là dục giới. Dục giới gọi là cõi dục. Cõi dục tượng trưng cho cái thân này nó tương ứng với cái cõi này. Cho nên cái thân này nó có đất nước gió lửa của cái thân này thì cái cõi này nó cũng hình thành bởi đất nước gió lửa. Trong cái cõi này, trong cái cõi dục giới này nè, nó có 6 tầng trời và 4 châu. 6 tầng trời đó là giống như cái núi Tu Di vậy nè. Cái núi Tu Di còn gọi là núi Thiết Phi, còn gọi là địa ngục á, nó giống như cái núi vậy nè. Thì nó có 4 châu. Phương đông của cái núi, phương đông của cái núi này gọi là Đông Thắng Thần Châu. Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Luân Châu. Đây là 4 châu của cái xung quanh 4 cái núi này. Lưng chừng núi này này là có Tứ Thiên Vương. Ngày xưa mình học cóc chuyện trời á, là ông cóc nó lên, nó kiện ông trời, nó gặp ông trời là Tứ Thiên Vương à, là nó kiện tới đây thôi. Ngày xưa trời và người gần với nhau. Dần dần con người nó ác quá, nó chọn ông trời điếc, nó lên cao. Đây là câu chuyện không hề có mà chúng ta tưởng tượng ra để có câu chuyện là cóc kiện trời nha. Và bây giờ mình nhìn lên mình nói bầu trời, chứ bầu trời có không quý vị? Có cái gì gọi là bầu trời không? Không, nó là cái bầu khí quyển, nó là cái tầng khí quyển mình nhìn ra mình thấy. Rồi bắt đầu mình nói xa xa ở chân trời, chứ trời đâu có đâu mà chân với mình với đầu nha. Thì đây là Tứ Thiên Vương. Rồi trên đỉnh của cái núi Tu Di này nè, đó là cõi trời Đao Lợi. Trên đỉnh của cõi trời Đao Lợi á, nó có cái cung trời thứ 33 là Tam Thập Tam Thiên, là Đế Thích Thiên Thích Đề Hoàng Nhân đang ngự ở trên đó. Rồi kế tiếp là trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiền thân của ngài là Bồ Tát Hộ Minh, ở cung trời Đâu Xuất á, hiện xuống ở cõi Ta Bà này. Ở đây có hình dung ra không? Còn không hình dung thì thôi, vì thầy đâu có đưa lên trên được đâu. Đó là có cung trời Đâu Xuất. Mà bây giờ này Bồ Tát Di Lặc đang ở cung trời Đâu Xuất. Và các vị Bồ Tát trong kinh văn, chúng ta vẫn còn biết một số vị Bồ Tát vẫn sinh về cung trời Đâu Xuất. Hay là Hoàng hậu Ma Gia vẫn sanh về cung trời Đâu Xuất. Và sau khi Đức Thế Tôn lên cung trời Đao Lợi nói pháp, thì Hoàng hậu Ma Gia là thân của người thiên tử, người nam, lên cung trời Đao Lợi nghe pháp. Đâu Xuất, rồi tới Dạ Ma Thiên, rồi Hóa Lạc, rồi Tha Hóa Tự Tại, đã 6 tầng trời cõi dục. Rồi trên cái cõi trời cõi dục á, thì bắt đầu nó tới cõi trời cõi sắc. Nó có 22 tầng trời, nó chia thành 4 địa. Cái này thì nhắc lại thôi, chứ bữa hôm trước có cái tấm bản là thầy dạy mười mấy buổi là thầy dạy rồi, thì ghi kỹ luôn đó. Và quý Phật tử cũng ghi lại trong cái quyển vở. Nhưng mà quý vị nói bằng tiếng Nam cho nên quý vị nói quyển dở, cái dục mất. Đấy, quyển đó mà thành ra quyển hay là nhớ. Nó chia thành 4 địa. 3 địa đầu thì mỗi địa có 3 tầng trời. Địa thứ tư thì có 13 tầng trời. Địa thứ nhất là Ly Sanh Hỷ Lạc Địa, đây là tầng thiền thứ nhất trong cõi sắc giới. Nó gồm có phạm chúng, phạm phụ và đại phạm. Địa thứ hai là nó là Định Sanh Hỷ Lạc. Nó gồm có Hiểu Quang, Vô Lượng Quang và Quang Âm. Thì thầy có nói tới cái cõi Quang Âm Thiên là cái cõi mà chúng sinh đang có mặt ở đây, gọi là đang bắt nguồn từ cõi Quang Âm Thiên. Ở địa thứ hai là Định Sanh Hỷ Lạc. Địa thứ ba là Ly Hỷ Diệu Lạc. Địa này có 3 tầng trời: Hiểu Tịnh, Vô Lượng Tịnh và Biến Tịnh. Địa thứ tư có tên là Xả Niệm Thanh Tịnh Địa. Cõi này có 13 tầng trời. Để luôn không? Anh bỏ qua đi ha. Rồi cái cõi vô sắc giới có 4 tầng, được xem như là 4 địa nữa, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, là nó hết 3 cõi. Trong kinh Pháp Hoa gọi đây là nhà lửa 3 cõi. Ngày mai quý Phật tử tụng kinh Pháp Hoa
ngày mai thầy sẽ xin chia sẻ về nội hàm của kinh Pháp Hoa, có nghĩa là ý nghĩa cốt lõi của bộ kinh Pháp Hoa. À, do ở đây có đạo tràng Pháp Hoa cho nên ngày mai thầy sẽ nhìn cốt lõi của Pháp Hoa. Như vậy thì đó là ba cõi. Rồi thầy nói một cái thứ tư cũng là chi phần thứ năm, đó là con số 4. Phần lớn là chúng ta nghe con số 4 là biết sanh già bệnh chết. Đây là nói tới con số 4, mà con số mà người ta cho là nó xui. Bởi vì làm tam cấp thì không có làm tới con số 4, là sợ rằng con số 4 nó sẽ nguy hiểm, nó sẽ xui. Gác đòn dông ở trên thì không được quyền gác 4 cây ha. Nhưng mà cái đó là ngày xưa cái phong tục tập quán, mình tin hay mình không tin không có mắc mớ gì đó. Nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ là cái kinh nghiệm người xưa, tại sao người ta không cho làm như vậy, mà nếu mình làm như vậy thì có chuyện gì xảy ra hay không? Thì nó có rất nhiều chuyện xảy ra, cho nên người ta không dám đặt như vậy. Có một cái đoạn ngắn như vậy nè, mà đặt có cây đầu này, cây đầu này thì nó rất đụng chí giữa, mà đặt ba cây á thì cũng lo sanh già bệnh. Mà họ đặt 4 cây thì sợ tới chết. Mày có rút ngắn ngủn về mà đặt 5 cây gì cộm lên đó. Thì sao vậy? Vì phải để tới cái mức sanh đó. Để sanh già bệnh chết sanh nữa nó mới chịu. Người Hoa thì họ nói là dắt gì sám xây. Xây là 4, nhưng mà xây là sĩ, sĩ là chết. Thở ra nó không muốn là lấy cái chữ 4. Không phải sĩ, không phải chết, mà sự. Hòa sư Trung Quốc Hòa sư Trung Quốc mình hẳn sĩ nên chữ sự, sự mới chết. Còn sĩ không có chết, nói gì sĩ là chết. Nói vui thôi chứ không phải giác gì sám gì. Nói cho vui vậy, chứ còn cái việc mà sanh lão bệnh tử nó cũng chỉ là một cách nói thôi. Nhưng mà do người xưa không biết sao ăn sâu vô đầu của họ rồi, cho nên cái chuyện xui của họ đó là họ đổ thừa cho cái cây đầu tay không à. Từ chỗ đó mà mình nên hiểu cái luật, để mình mai này mình đừng có phạm vào đó thôi. Chứ còn thầy, quan điểm của thầy á là nếu ai học phong thủy á là cứ đăng ký vô thì dạy phong thủy luôn. Nghĩa là thầy không có giấu giếm gì hết á. Cái chuyện mà hồi xưa là ta giấu giếm để ta làm ăn, bây giờ này khỏi cần làm ăn. Quý vị chỉ cần đăng ký khỏi tốn tiền, thầy còn vẫn dạy phi không tốn tiền. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta nên hiểu nó để chi chúng ta đừng mê tín. Người xưa người ta dạy rất là hay, nhưng cái tội của chúng ta đó là cái tội học bà chớp bà nhé rồi hù với nhau. Cho nên có nhiều người học Phật mà cũng học bà chớp bà nhé nữa. Thay vì ta đi quy y tam bảo cái nó thôi, mày quy y mà mày làm không được tội chết luôn á. Nó cũng giống như 4 cây đầu tay à đó, vậy đó. Cho nên có nhiều người là không có dám quy y, thầy kêu quy y nó không, hỏi sao vậy con còn làm chuyện ác lắm. Thầy nói thì quy y đi cho nó bớt, lỡ con quy con giữ không được thì tội nó nhiều hơn. Thầy nói sao tội nhiều hơn, quy y rồi lỡ có làm cái việc gì đó tội nó ít hơn. Sao con nghe mấy bà kia nói tội nhiều hơn? Thầy nói như nè, ví như cái cục này là cục lửa đi, mà quý vị biết nó là lửa thì quý vị phỏng ít hơn hay là phỏng nhiều hơn? Cái người ta biết thì phỏng ít hơn, cái người không biết thì phỏng nhiều hơn chứ, đúng không? Quý vị biết cái này là cái dao nó sẽ đứt tay, thì quý vị cầm cái dao thì quý vị sẽ bị đứt tay nhưng mà đứt ít hơn. Còn cái đứa mà nó không biết đứt thì nó đứt nhiều hơn, tại vì nó không biết cái tự ngu. Cho nên là quý vị nên hiểu cái nguyên lý đó. Giả sử bây giờ một cái người biết luật mà người ta phạm luật thì tội người ta ít hay nhiều? Nó phạm luật cho nên nó lách luật là sao mà bị phạm nhiều. Còn mình không biết á, mình không biết thì mình đun vô cái nào là đáng ra là cái tội đó là tội giảm nhẹ thì nó đến mình là tội tăng nặng. Cái tội tăng nặng là tội ngu. Thay vì người ta biết cái này rất là nặng nhưng mà người ta làm cái này cái nó có hình thức giảm nhẹ.
cái này gọi là những yếu tố giảm nhẹ hình phạt. À, còn mình cố tình thì đó là những hình thức tăng nặng hình phạt. Thay vì mình nghĩ mình không có tội cho mình là không có ra, mình không ra tòa, cái tội không ra tòa mới là cái tội tăng nặng. À, còn bên kia nó vừa kêu cái là 3 giờ 4 cảnh sát chạy ra, dầu rằng không có tội dữ lắm luôn. À, nhưng mà nó biết được cái nguyên nhân cho nên là cái tội nó giảm nhẹ. Cho nên ai học Phật tội sẽ giảm nhẹ, thầy nói với thập điện Minh Vương như vậy. À, cái người này có Huy Đi Tam Bảo thấy cũng dễ thương, dầu rằng về chùa học Phật mà chết ta nhé, nhưng mà cũng rất là dễ thương cho nên tội nó được giảm nhẹ là có về chùa. Rồi bây giờ thầy nói con số 4. Thay vì mình học con số 4 là có tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì quý vị? Buồn ngủ gợi. Tôi dạy 37 phẩm trời đạo rồi đó nha. Bây giờ tôi ôm lại thôi đó. Tứ niệm xứ là khổ tập diệt đạo. Nữa, cái đó là tứ gì? Tứ gì đấy? Mình hỏi tứ niệm xứ mà lấy tứ diệu đế trả lời. Ông cũng hay, cũng có cái để nói. Cũng tứ. Còn thứ đổ thường nữa. Rồi bây giờ đó, tứ diệu đế là nói khổ tập diệt đạo. Rồi bây giờ tứ niệm xứ là gì? Thân thọ tâm pháp. Rồi hay quá. Tứ chánh cần. Nó tứ chánh cần cũng qua bát chánh đạo rồi. À, cũng hay, cũng có cái định không? Nghĩa là học 4 chưa xong lên 8. Nghĩa là lớp 4 còn ở lại lên lớp 8. Không, vậy cũng có cái để học đấy chứ. Chứ không học quên hết vậy. Cái tứ chánh cần á là chúng ta nên nhớ là một phần xấu, một phần tốt. Nghĩa là ác chưa sanh đừng cho sanh, ác đã sanh ngăn chặn diệt trừ, thiện chưa sanh làm cho sanh, thiện đã sanh phát triển nó. Đó gọi là tứ chánh cần. Rồi tứ như lý tốt. Tôi nhắc 37 phẩm trời đạo thôi mà thấy thương không? Cho nên lo làm ăn quá, chùa này Nam Mô thường bỏ rơi Bồ Tát. Phật tử bỏ rơi chùa nghĩa là không học Phật pháp. Mà không học Phật pháp thì dần dần bỏ rơi chùa. Bởi vì sao? Bên trong mình không có chất liệu. Do mình không có chất liệu cho nên là mình không có ham học. Thì từ đó mà ngáp mà mới. Rồi. À, bây giờ thầy nói cái con số 4 thì nó rất là nhiều. Thì giờ thì còn mấy phút nữa thầy sẽ nói sơ qua về các cái tông phái. Mà quý vị nên hiểu rằng tông phái nào cũng có một cái phương pháp người ta tu tập. Nhưng mà muốn tu tập thì chắc chắn mà chúng ta hiểu rõ không ngoài những cái gì chúng ta phải học. Nghĩa là chúng ta theo cái tông phái nào cũng vậy, cũng phải học để hiểu được những lời Phật dạy. Giả sử như bây giờ tông đầu tiên là mình ở thiền tông, chùa mình ở đây là thiền viện. Bây giờ mình muốn tu thiền có phải là mình trở về cái tâm thanh tịnh, cái Phật tánh của mình không? Con đường đi về đó đầy ma chướng hay là suôn sẻ? Đầy ma chướng. Mà mình muốn diệt trừ tất cả các phiền não chướng đó, nghiệp chướng, báo chướng, oan chướng, phiền não chướng, tùm lum chướng, cái gì nó cũng chướng. Mà cái chướng đó có phải là do vô minh không? Vô minh làm gốc. Vô minh cho nên nó chướng. Có nghĩa là mình không hiểu biết. Vô minh là không hiểu biết. 14 điều răn của Phật thì cái điều trong đó có một điều là khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. Đúng không? Như vậy thì bây giờ mình muốn hiểu biết là chỉ có học là hiểu thôi, đâu có gì đâu có. Chịu cực học. Sáng nay khi thầy khai thị, thầy có nói về hoa. Thầy khai thị về chánh tín niệm Phật bản sanh, tại sao mà thầy khai thị có một chữ thôi đó là hoa. Thầy mới nói là khi mọi người hiểu được, quý vị nhìn trên cái lẵng hoa này có bao nhiêu loài hoa, nhiều hay ít? Nhiều. Nó tạo thành một lẵng hoa đẹp không? Cho một tràng pháo tay lẵng hoa này.
quý vị là người có mua hoa không? Ai là người đi ra chợ mua hoa cho tôi lên thì coi. Là có mua hoa. Vậy thì giá của các loại hoa này giống nhau hay khác nhau? Khác nhau. Vậy thì đồng nghĩa với tất cả chúng ta ở đây khác nhau đúng không? Chúng ta giống như những bông hoa trên đây thì chúng ta khác nhau. Khác nhau là cái giá của nó, đúng không? Vậy thì cái giá của cái hoa này có phải là giá trị của nó so với cuộc đời không? Giá trị của nó so với cuộc đời, nhưng mà giá trị của nó còn theo mùa nữa kia, phải không? Cái mùa nào, hoa nào có giá trị, chứ không phải là nhưng mà qua cái mùa đó rồi tới cái mùa khác thì cái hoa khác nó lên ngôi. Cho nên là giả sử như mình ngay trong cái chỗ này nè thì thiền là ok, nhưng mà đến ngay chỗ cái chợ Tàu á thì niệm Phật là ok. Tại vì đó nó ồn quá thì mình mượn niệm Phật là một pháp môn tu hữu hiệu hơn là thiền. Nhưng mà ngồi đó thiền nó la ông sùm đằng này sao thiền, thì nó la ít mình la nhiều thì mình tu tốt, nó la đâu có bằng mình, thấy không? Hoặc là tới đó mình trì chú là tuyệt vời, có nghĩa là nó lên ngôi ở thời điểm nào, ở môi trường nào, ở quốc độ nào, ở giai đoạn nào, ở đối tượng nào. Cho nên Đức Phật tại sao mà dạy 84.000 pháp môn tu là để đối trì với 84.000 phiền não trong đó. Như vậy thì tôi muốn nói cái hoa, tôi muốn nói pháp môn để tôi nói quý vị là giáo pháp của Như Lai nó không có khác nhau. Nhưng mà các cái pháp môn tu nó khác nhau là để cho các đối tượng và môi trường hoàn cảnh khác nhau. Tới đây quý vị có hiểu không? À, hiểu là xong. Hiểu là xong. Để mai mốt mình không có hỏi tại sao. Nghĩa là người tu tịnh độ mà cho đến một lúc đầy đủ nhân duyên vẫn cứ phải ngồi thiền. Còn người tu thiền đến một cái giai đoạn hoàn cảnh nào đó vẫn cứ niệm Phật. Vì sao vậy? Ngồi đó nó quỳ quá, ta niệm Phật cho chàng. Thì ngồi đó ta thiền không yên thì ta niệm Phật. Vậy đó. Còn cái chỗ mà nó thanh tịnh mà mình niệm Phật thì thay vì mình thấy cái cõi này nó thiền tốt hơn thì thôi, mình vẫn ngồi nhớ Phật nhưng mà mình an trú tâm mình tìm ông Phật của chính mình. Thì nó hạnh phúc, nó tuyệt vời. Cho nên cái này là cái mà chúng ta nhìn nhận tất cả các pháp môn để chúng ta tu tập làm sao cho nó phù hợp. Như vậy lúc nào ta trì chú, lúc con người sanh ra một cái tâm tìm cách hãm hại lẫn nhau. Cho nên người nào tu tập, thầy có nghe quý hòa thượng lớn nói, các vị thiền sư, quý ngài vẫn có một câu thần chú để khi các ngài phải đối trị với những cái oan gia trái chủ, những cái phần mà nó tu tiên, các cái loài thú này con kia nó tu, nhưng mà khi nó đến quý ngài tu mà muốn cảm hóa nó thì quý ngài phải dùng cái thần chú đó quý ngài cảm hóa. Còn những ai hãm hại người này người kia thì quý ngài lấy cái thần chú đó như một cái lọc để cho người ta uống một cái là người ta hết. Thì không phải là thiền mà đem cho người ta, thiền không dùng việc đó. Nhưng mà quý vị thiền sư, quý ngài vẫn dùng phương tiện giúp cho cái người đó không còn quá giải cái nghiệp đó. Cho nên chư vị vẫn có một câu thần chú gọi là hộ thể, thần chú hộ thể. Nhưng mà thầy không biết là do thầy phải là thiền sư cho nên thầy không biết. Chứ còn đó là thầy khi thầy đi thì giảng quý hòa thượng thì quý ngài có giảng như vậy. Thời thầy đi làm thị giả thì quý ngài có nói con muốn được các vị hộ pháp gia hộ hàng ngày trì chú hộ pháp nhiều một chút nữa không? Thì cái việc con cầu nhưng nhớ đừng có tham vọng cầu nhiều, vì khi con cầu nhiều con hết phước đó, trừ khi nào con làm Phật sự lớn thì con mới cầu quý ngài gia hộ. Nghĩa là chúng ta làm Phật sự mà Phật sự thì phải cần hộ pháp. Cho nên hồi nãy thì nghe hòa thượng nói quý vị đem mấy cái vé về bán phụ để cho chương trình gây quỹ được thành công. Quý vị muốn nói cho người ta phát tâm thì ai cầm 10 cái vé mỗi ngày trì 10 biến chú thiện nữ thiên chú bán 10 ngày xong 10 vé nam mô bán hết vé được đó. Mà quý vị thuộc cái chú thiện nữ thiên chú không? Chưa thuộc phải không?
nó là chú thứ 10 trong thập chú. Nam mô Phật Đà, Nam mô Nam mô Nam mô Tăng Giác, Nam mô La Ri Ma Đề Tỳ Giờ Na Ta Ri Phô Lợi Na Ri Tham Bằng Na Ta Ri Ma Thi Ra Giờ Đế Tham Bằng Na Đi Giờ Đế Ma Ca Đi Giờ Đế Ba Ra Ma Đế Ta Ri Ba Lợi Ta Tham Bằng Na Tu Ba Lê Đế Phô Lợi Na Đi Na Đà Ma Đế Ma Thi Phật Đức Đế Ma Di Lặc Đế Lâu Ma Tăng Kỳ Đế Đế Tỳ Đế 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 Tham Bằng Na Ta Na Đà Ma Ni. Rồi bài chú nó nhỉ. Như vậy mà muốn làm được cái việc gì đó thì phải trì nhiều á, cho nên mình chiêu cảm các người hộ pháp ở nhà học cho mình. Như vậy thì tịnh độ tâm là niệm Phật cũng trở về với Phật tánh của mình, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thiền tâm cũng trở về tự tánh Phật của mình, đó là cảnh giới Niết Bàn, vô trụ xứ, vô dư y, là bảo sở, là chân như, là bản lai diện mục. Mật tâm trì chú cũng trở về với chân tâm Phật tánh của mình để phát huy những công năng của nó. Nhưng phần lớn mật tâm là mở trước những cánh cửa của cõi thần, cõi dư thiên và phát huy thần thông. Cho nên cái chỗ mật tâm á là cái chỗ mà người ta phát huy cái quay thành của nó và ta để bước từ bước từ bước. Còn cái chỗ mật tâm người ta không trực chỉ, nhưng mà ta đi qua cái cầu cõi thần. Cho nên phần lớn là mật tâm người ta phát huy thần thông, và người ta phần lớn là chiến đấu với các với ác ma trong ba cõi. Cho nên là cái đó tôi gọi là kim cang. Thì các vị mật tâm người ta thường thờ các vị kim cang, đó là cái sức quay thần người ta tu, người ta muốn đi từ cấp lên. Còn các cái pháp môn khác giống như là luật tâm thì chuyên trì giới luật, nhờ giới sanh định, nhờ định phát huệ, nương con thuyền của giới luật mà trở về Phật tánh của mình. Giả sử như duy thức tâm hay là pháp qua tâm thấy người ta trực chỉ chân tâm và thẳng con đường tu giải thoát, và nương vào cái lời Phật dạy mà người ta hành trì theo những lời đó. Thế thì tất cả những gì mà chúng ta học được ở nơi Phật thì chúng ta phải biết là Đức Phật vì thương tưởng tất cả chúng sinh căn tánh khác nhau mà dạy giáo pháp, cho nên không có cái gì dư đối với chúng ta. Chúng ta muốn trồng được một cây hoa thì mỗi ngày chúng ta phải chăm sóc, rồi chúng ta phải bắt sâu, chúng ta phải bón phân. Như vậy để có được một cái bông hoa tươi đẹp, ắt chúng ta phải trả cho nó một cái giá, từ lúc gieo hạt cho đến lúc nó ra hoa, sắc và hương cũng như giá trị của nó. Như vậy tôi có nói cuộc đời như một bông hoa, nhưng có những con người thầm lặng, những bông hoa thầm lặng nó nở ở trên rừng á. Ngày xưa bông hoa lan á là bông đó là ở trên rừng á, người ta lên trên đó ta chụp hình và ta ngửi cái hương thơm của nó. Bây giờ mình đem nó về luôn ở dưới con người á, mình trồng, mình hiểu nó rồi cho nên mình trồng được, nó vẫn nở hoa, nhưng mà cái hương thơm của nó không bằng ở trong rừng mà còn. Bởi vì trong rừng á nó phải trả một cái giá cho nó để có một cái bông của cái hoa rừng đó, đó thì nó rất là thơm. Bởi vì sao vậy? Nó trả một cái giá nó cực khổ dữ lắm mà nó tồn tại được, nó ra một cái hoa thì nó thơm dữ lắm luôn. Còn mình chăm sóc cho nó đầy đủ cho nên nó ra hoa nó không thơm bằng. Quý vị hiểu vậy? Giống như thầy mới nói là một con heo ở nhà của mình á, mình nuôi á, với một con heo trong rừng á, nó chẳng khác, hai con heo này không có khác nhau vì nó vẫn là heo, nhưng cái con heo trong rừng á nó mạnh gấp 100 lần con heo ở nhà. Một con heo rừng nó vào nó đánh chết 100 con heo nhà, chứ còn 100 con heo nhà chưa chắc về cự nổi một con heo rừng. Vì sao vậy? Vì nó phải lăn lộn, nó đi tìm cái nó ăn và nó phải bảo vệ mạng sống nó bằng chính nó. Còn con heo nhà là do mình bảo vệ nó, cho nên con heo nhà nó nói chung là nó ngu hơn. Nó vừa ngu hơn, nó vừa ỷ lại, mà nó vừa không có biết mạng sống của nó là quan trọng. Còn con heo rừng nó rất là nhanh. Nó rất là nhanh, chỉ cần mình đi nhẹ một cái là nó giật mình rồi. Còn con heo nhà của mình ra mình lấy cây mình chọc nó còn nằm nó kẹp kẹp. Đó là quý vị biết là con heo rừng nó ngủ nó không dám ngủ, mà nó chạy nhanh ghê gớm lắm. Còn nó tấn công thì nó gặp con người là nó dí theo nó tấn công.
bởi vì nó tấn công là nó tấn công đầu não của vấn đề, cho nên con heo rừng nó ghê gớm, con người thấy nó phải chạy. Nghĩa là khi chúng ta hiểu được cái vấn đề thì chúng ta cảm nhận được rằng là tại sao Đức Phật bỏ cung vàng điện ngọc mà ngài đi ra ngoài rừng, ngài bưng cái bình bát để thất thực. Rồi Đức Phật dạy giống như ta không muốn làm con heo nhà, mà ta muốn trở thành con heo rừng. Ta không muốn làm một con người luân hồi sinh tử, mà ta muốn trở thành một con người thoát tục, xuất trần thượng sĩ. Quý vị hiểu ý này không? Rồi, chúc đại chúng sinh thắng tu. Rồi, việc của thầy chia sẻ đã xong, giờ còn 20 phút dành cho quý Phật tử. Rồi, không ai hỏi gì hết, đi về ngủ. Thì thầy biết quý vị cũng mệt mỏi dữ lắm rồi. Quý vị rất là thương thầy, nghe thầy về chùa, một số vị cũng nhiều ngày theo thầy cũng vất vả dữ lắm, có khi tới khuya về sáng còn phải đi bán chợ trời nữa. Thầy nghe thì rất là thương, nhưng mà đó cũng là cái tinh thần học Phật. Thầy cũng rất là tán thán cái tinh thần học hỏi của quý vị. Thầy cũng mong rằng là quý vị cũng nên nghe Chư Tôn Đức giảng ở đâu, cái này trong giới Bồ Tát đó, tất cả các vị pháp sư giảng ở đâu mà vị đó không cần cầu học pháp đến nghe thì đã đang bị phạm giới. Người Phật tử trừ khi không có nơi giảng dạy giáo pháp thì mình không đi nghe, cho nơi nào giảng dạy giáo pháp thì nhiệm vụ của người Phật tử phải đi tham học, thì đó là luật. Mình quy y pháp mà tới chừng mình không có hiểu biết gì hết, đây là lỗi của mình. Thay vì mình nói là quý thầy không có dạy thì đó là do quý thầy không dạy cho nên con không biết, đằng này quý thầy giảng dạy mà mình vẫn không nghe học thì cái này là lỗi của mình. Cho nên mình đang cố gắng, mình mỗi ngày như cái hoa vậy đó, mình không tưới nó là nó tàn, nó rụi. Cho nên Phật tử phải tưới cái hoa trí tuệ của mình, tưới cái hoa từ bi, tưới cái hoa tinh tấn, tưới cái hoa nhẫn nhục. Mà cái hoa nhẫn nhục á là phải tưới nó bằng nước mắt kìa, ghê luôn, phải khóc và chịu đựng. Cái hoa nhẫn nhục nó phải tưới bằng nước mắt, có khi nó tưới bằng máu nữa kìa, máu chảy mà con người ta phải nhẫn để biết rằng mình đang tu. Chứ máu nó chảy là nó chảy ở nơi mình thôi, mà mình không kiềm được á thì cái sân hận mình nó nổi lên á, thì máu người ta nó chảy nhiều hơn, thì lúc này oan gia trái chủ ghê gớm. Cho nên là mình tưới cái hoa nhẫn nhục của mình á bằng máu và nước mắt, thì từ đó mình mới biết là mình tu tốt hay không tu, không tu tốt. Chứ có người tu mà người ta mới nói có một câu mà nó nhảy như ngựa, đây gọi là nhảy lên động á. Như vậy thì mình thấy mình tu tốt hay tu xấu? Xấu. Tu dở mà còn hẹp nữa, đây là tu dở hẹp. Tu mà cái tâm không có định tĩnh, không có chịu đựng nổi, sợ người ta sỉ vả mình, tu mà cái bản ngã nó cao như cái núi Thái Sơn thôi chứ làm tu tới đâu. Cái đó là tôi đi xuống chứ không phải tôi đi lên. Người nào tôi đi lên mà người ta chửi mình vẫn mỉm cười, người ta mạt sát mình vẫn thấy đó là cái người giúp đỡ mình trên con trình tu. Mình rất là cảm ơn, nhờ mình tu mà giờ này nó chửi mình vẫn còn ngồi yên. Mình mà không tu chắc răng môi nó lẫn lộn. Mình biết mình tu tốt. Mình cảm ơn mình có đi chùa. Mình có đi chùa, mình tu mà chịu được. Và thầy thấy là quý vị ở nước ngoài quý vị tu rất là tốt, nhờ quý vị tu tốt cho nên quý vị chịu đựng nổi. Chứ còn có nhiều ông là ông kéo vợ về tới Việt Nam, vừa xuống sân bay quên liền. Em hỏi sao vậy? Ở bên đó tôi tức dữ lắm, tôi mua vé máy bay tôi bảo rồi về Việt Nam luôn, bảo về Việt Nam để quýnh dễ lên nông nhân huynh. Cho nên là tôi nói cái này dụng tu, cho nên gì mình mà biết tu rồi thì mình cảm ơn. Chứ thay vì mình sinh ra ở Việt Nam nhưng mình giờ qua bên Mỹ rồi, mình cảm ơn là nhờ qua bên này mà mình trở thành một người rất dễ thương. Vì ở bên Mỹ mình là người nam, mình có quyền, vợ nói tiếng trước tiếng sau là có thể chửi mắng nạt nộ đánh đập mà người ta vẫn cho cái đó là bình thường.
cái việc đó, cái việc đó mình cảm ơn, ở bên đó mình giống quỷ, qua đây mình giống tiên, thấy nhớ thành tiên rồi, nên thầy rất là hạnh phúc thấy anh chị ở đây giống thành tiên, chào các vị thành tiên, ba thế giới thành tiên còn đẹp hay lắm, đi mắc nợ. Nó hay thiệt. Thôi trả lời dùng câu hỏi đó đi. Tại sao là tiên mắc nợ? Dịch đá cho câu hỏi đó. Rồi, có phần tử nào muốn hỏi câu nào không? Thầy cho con hỏi tiếp cho con. Rồi, xin mời. Khi hôm qua là con hỏi là Đức Phật hay mình làm Đức Phật là 8 tuổi. Nhưng mà con nghĩ là sao mà lại làm Đức Phật? Rồi, xin một phần phát thay là như thế. Đã chết rồi. Không, mà cô phải nói là cô hay. Chị nhà anh em khóc sao cô biết? Cái chuyện mà nhà anh em khóc là do sử sách nó ghi lại thôi. Chứ không lẽ thầy mình chết mình cười. Giờ là Đức Phật nhập Niết Bàn nhưng mình cũng hiểu là thầy mình ra đi không trở lại nữa. Để ta gọi là chết, cái đó là sanh già bệnh chết. Nhưng mà Đức Phật thì không được gọi là chết mà gọi là Niết Bàn. Cũng nhớ ông vua thì cũng phải sanh già bệnh chết, nhưng mà ông vua phải gọi là băng hà. Chứ không gọi mình vỗ tay nói ông vua chết đâu, thì mình chết theo luôn. Nên là mình nói cái câu sai là mình chết theo. Vì vậy cho nên ngày anh em khóc là bị gì thương. 30 năm làm thị giả mà, 30 năm ngày làm thị giả. Cho nên là ngày anh em khóc là chuyện rất là bình thường. Lúc đó ngày anh em bao nhiêu tuổi cô biết không? Xanh không biết đâu mà nó ngày anh em khóc quá trời. Hỏi bao nhiêu tuổi không biết. Cho nên là nghe đồn. Đồn. Mình nghe những gì anh ấy nói. Trong cuộc đời nó vui lắm quý vị. Khi mình học kinh á, khi mình học kinh à, trong phim á, nó đóng phim á, y như phim Tây Du Ký. Có Tây Du Ký không? Có Tài Thiên không? Không, vậy mà nói ông Tài Thiên là ông nào tôi đuối luôn á. Nó chỉ là phim thôi. Nó dàn dựng lại Tây Du Ký là nó dàn dựng lại cái tư tưởng duy thức học. Tăng Tạng là thức thứ 8, Tề Thiên là thức thứ 6, rồi Bát Giới là thức thứ 7, Sa Tăng là 5 thức trước, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cho nên bây giờ mà nói là tại sao Đức Thế Tôn 80 tuổi nhập Niết Bàn mà anh em còn khóc, thì rõ ràng là giờ mẹ mình có 100 tuổi mà mất vẫn khóc mà. Chứ gì 80 tuổi, còn cái chuyện khóc là khóc. Nói như vậy để muốn nói cái điều gì? Muốn nói cái tình thương á. Nhưng mà quý ngài khóc á, có nghĩa là không kìm được cái lòng thương nhớ thôi. Nhưng Đức Thế Tôn vẫn mở mắt ra và Đức Thế Tôn nói: Như Lai vào đại định Niết Bàn, nhưng Như Lai đâu có tịch diệt mãi mãi đâu. Như Lai thị hiện Niết Bàn thôi. Thì lúc đó quý ngài vẫn dịu đi. Nhưng mà Như Lai nhắm mắt là không khóc nữa. Ai có biết? Nhưng cũng khóc như hỏi thầy sao thầy biết? Vậy mà ai cũng khóc, ai cũng cười thế. Vậy tôi cũng hỏi nên sao tôi biết trả lời. Bây giờ giả bộ nó ở đâu, nó ở ngoài, nó khóc cho tao quay phim xong nó vô trong mỗi cười sao tôi biết. Thì mấy đứa nó diễn viên mà. Nhưng mà còn ngày anh đang là ngày thương thiệt. Vì chị Đức Thế Tôn là vừa là cái người anh trong dòng họ anh chú bác, vừa là người anh chú bác mà vừa là người thầy vĩ đại, và vừa là người cha thương yêu tất cả chúng sinh. Cho nên là một người tuyệt vời như vậy mà nhập Niết Bàn thì anh An khóc. Nhưng mà theo thầy thì ngã ra khóc có rất nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là hầu hạ Đức Thế Tôn lâu năm rồi, cho nên giờ này mà ở vắng bóng Đức Thế Tôn thì chịu nổi. Cái việc thứ hai nữa đó là ngày anh An á, là sau bao nhiêu những thăng trầm đó, ngày anh em được xem như là được Đức Thế Tôn cứu rất là nhiều lần, chứ không phải một lần và ba năm già không đâu. Ngày anh em tưởng chết tới nơi rồi đó, Đức Phật mới sai ngài Văn Thù đi đến để nói kinh Lăng Nghiêm để cứu ngày anh em thoát cái thần chú của bà ba năm già. Không biết lúc đó cô có đóng vai ba năm già. Làm vậy mà là sáng ơn Đức Thế Tôn lớn lắm, Đức Thế Tôn cứu ngày anh em đó. Rồi cái thứ ba nữa đó
là ngài A Nan á, là những gì ngài A Nan mà hiểu được đó là do Đức Thế Tôn nói. Đức Thế Tôn nói bao nhiêu, ngài A Nan là thuộc hết bao nhiêu, và ngài A Nan rất là tôn sùng và mong rằng Đức Thế Tôn sống lâu để thuyết pháp. Nhưng mà ngài A Nan hối hận là lúc ma vương nó ra thỉnh Đức Thế Tôn nhập niết bàn thì ngài A Nan lại không có thỉnh Đức Thế Tôn cũng thế. Cho nên đến lúc Đức Thế Tôn nhập niết bàn thì ngài A Nan có phần hối hận. Thì trong lúc ngài Ca Diếp phạt ngài A Nan phải sám hối cái tội mà không thỉnh Đức Thế Tôn cụ thể, thì lúc đó ngài A Nan mới nói là để mới cái chứng tới sơ quả Tu Đà Hoàn, mà ma vương á nó dùng cái ma lực nó che các hàng A La Hán còn không có thỉnh Đức Thế Tôn cụ thể, làm sao em có sơ quả Tu Đà Hoàn mà em đủ khả năng để thỉnh Đức Thế Tôn cụ thể. Cho nên bây giờ mình nên biết rằng là ma chướng mà nó ám mình rồi thì xin thưa mình không còn trí tuệ để mà sáng suốt đâu, mình không còn trí tuệ sáng suốt. Đức Thế Tôn thì đáng ra là ngày chưa có nhập niết bàn đâu, nhưng mà thấy chúng sinh giải đãi quá, trong đó có đạo tràng của chúng ta. Bây giờ mà quý vị không hỏi gì thì tôi cũng nhập niết bàn sớm luôn. Còn câu giảng mà không hỏi gì. Còn câu hỏi thầy, còn câu hỏi. Rồi xin mời con. Dạ. Hỏi hay quá. Cô sợ thì nhập niết bàn thì sao tranh thủ hỏi nhiều. Thì ta hỏi từ phần gì? Ta hỏi câu thứ nhất đi rồi hỏi câu thứ hai. Rồi thôi giờ trả lời được hai câu một lượt. Thứ nhất là đi hộ niệm. Làm như thế nào hộ niệm cho nó đúng, đúng không? Rồi thứ nhất là khi người ta thỉnh nó đi hộ niệm thì ai là người trưởng ban hộ niệm hay là người dẫn cho cái đạo tràng đó đi mình niệm á, thì mình nhất mình nghe theo người đó thôi. Người đó dẫn như thế nào mình nghe như thế đó. Rồi đi trong cái gia đình, cái hoàn cảnh, cái trú xứ như thế nào thì cái người đó người ta làm sao thì mình làm theo vậy. Nếu như được góp ý thì mình góp ý, còn không thì khuyên không nên góp ý. Nếu mình đã bầu cái người đó làm trưởng nhóm hay là trưởng đạo tràng gì đó thì mình cứ theo người đó, người dẫn thì sao mình lại y chang vậy và sanh tâm quan hỷ là được rồi. Có khi mình y như cái người ta lái, mình ngồi sau mình chỉ đạo là thân lát hết hẳn đụng xe. Người ta trước người ta lái xe mà mình sao cũng quẹo trái, người ta lái cái quẹo phải thì quẹo bên phải mà lại chỉ bên trái thì thôi chứ bỏ tay. Cho nên mình đi theo đạo tràng để trợ niệm, nhất tuân theo cái người mà ta hướng dẫn. Đã mình tôn trọng người đó, mình bầu người đó, hoặc là mình để cho cái có một người ta hướng dẫn thôi, chứ mình đừng nhiều người hướng dẫn làm ra cái đạo tràng nó lộn xộn và tâm nó không có chuyên nhất. Thì quan trọng nhất là nhất tâm. Cho nên cái tâm mình hoan hỷ, mình trợ niệm cho người mất, thì người đó đang nằm đó hay là mình đến đó mình tụng kinh đám cầu siêu hay là thất hay cái gì đó cũng được, miễn tất cả mọi người đồng lòng theo cái người chủ lễ là xong. Tùy theo cái người chủ lễ đó, người ta uyển chuyển cái đạo tràng, cái tình huống đó, và người ta nói cái gì mình làm cái đấy. Nếu mình không có tham gia thì mặc định âm thầm rút lui có trật tự. Trong ý kiến ý cò thì mong rằng quý vị nên hiểu như vậy, tại vì cứ người này ý kiến là người kia ý cò, một lát nữa nó không có ra sao hết. Thì chính là mình không trợ niệm được cho người ta, mà chính cái nhóm đi trợ niệm là lộn xộn nhất. À, cho nên là con hỏi câu đó rất là hay, mai mốt gặp ai hỏi nữa nha con. Rồi bây giờ cái thứ hai, câu hỏi thứ hai là khi con thọ giới rồi mà bây giờ con còn có phân biệt rồi con còn phạm giới thì làm sao mà để cho con giữ được cái giới mà không bị tội, đúng không?
cái kiểu mà giữ giới không sát sanh mà vẫn còn ăn mặn thì làm sao cho con không bị tội, đúng không? Hiểu nổi gì chứ gì? Chúc mừng con chỉ cần niệm vậy nè: Nam mô Bồ Tát nghịch hạnh thường ăn mặn, hoặc là Nam mô thường ăn mặn Bồ Tát. Còn nếu mà Bồ Tát mà 10 giới trọng 48 giới kinh mà giữ không được thì mình chỉ niệm Nam mô giữ chưa đủ Bồ Tát. Bây giờ con hỏi vậy sao thầy có biết sao? Nó tùy theo người. Nếu mà đã thọ giới Bồ Tát rồi mà vẫn còn đi tâm bị thấp thần bị gạo thì con gặp người đó con niệm Nam mô thường lộn xộn Bồ Tát. Cái này Bồ Tát nó có nhiều cái danh hiệu lắm, thấy không? Còn thấy Bồ Tát mà còn đi nhiều chuyện thì con cứ đợi gần người đó con nói dạ Nam mô thường nhiều chuyện Bồ Tát. Thọ giới Bồ Tát mà còn đi nhiều chuyện thì tôi biết làm sao. Mà thọ giới Bồ Tát mà còn ăn mặn thì mình niệm Nam mô thường ăn mặn Bồ Tát thế thôi. Bây giờ con nói Bồ Tát họ thì phải cho họ hết, nhưng mà giữ chưa được thì đành phải chịu thôi, chứ biết gì. Thầy không biết gì mà nói. Thấy cái lòng tôn của mình mà có những cái lòng đó thì mình phải nói như thế nào, mình có thể góp ý để không có họ bị tạm lòng tôn của mình. Thầy biết mà, con mấy bữa trước thầy đi dẫn con có chuyện nghe. Có nghĩa là thầy có nói rồi, người ta có một cái vết thương, mình là người giúp cho người ta, là người ta không muốn mình giúp không? Nếu người ta muốn mình giúp thì người ta nhờ mình giúp, người ta đưa cái vết thương đó cho mình giúp. Thì lúc đó trước khi mình giúp mà mình có nói tôi làm đau một chút ráng chịu đựng nha, người kia đồng ý thì mình mới làm. Còn tự nhiên cái người ta vừa mới có cái vết thương đó cái mình lao lại mình làm lỡ lát hốt cho hết luôn. Trời ơi, giống như bắt, giống như y tá nói chuyện với thầy. Tội nghiệp, chứ không phải tội nghiệp cái người kia. Con là phải dùng cái câu, con khắc ghi cái câu này dùm thầy nhé. Cần cù cộng dốt nát, đâm ra phá hoại. Thương người cộng với dốt nát, đâm ra tự hại. Mình thương người ta mà mình không có trí tuệ, gọi là từ bi mà thiếu trí tuệ thì đem ra hại mình nha. Này là con phải niệm nè: Bồ Tát thường tự hại, hay là Nam mô thường tự hại Bồ Tát. Có nghĩa là bản thân của mình không có đem lại lợi lạc cho mình, đem lại lợi lạc cho người, mà mình tự hại mình, hại người là do mình từ bi không có trí tuệ. Mình nhắc cái lỗi người ta khi nào người ta cần nhắc nha. Wow. Chứ không phải trong đạo Phật là mình đi nhiều chuyện mà mình gọi là bị hại lỗi. Đồng ý không quý Phật tử? Nam mô hết nhiều chuyện rồi đó. Trong đạo Phật không cần phải đi nhắc lỗi đâu con. Bởi vì ai cũng lớn hết rồi, họ đâu phải là người nhỏ đâu. Mà giờ con thấy không, con của con nó nhỏ đó mà con còn nói nó chưa được vì nó có cái quyền của nó. Con nói nó không khéo là nó kêu bully đấy. Thì qua bên Mỹ thì giải cái gì nó hợp lý không quý vị? Hợp lý không? Nó đâu phải là mình muốn nói nó, mình nói thì kiểu của mình đâu. Đâu phải là con xài việc theo của Việt Nam đâu mà nói theo cách của con. Không, Đức Phật dạy lời của Phật là lời của bậc trí. Chúng ta không có trí, chúng ta nói là nó ngược lại, nó rất nguy hiểm. Cho nên không, vô chùa thấy sao để vậy, ai sao để vậy, người ta cần mình mới nói, thật không cần thì có cải niệm cũng không nói. Mình phải để lo giữ cái bản miệng của mình. Dễ cái mồm. Hai người là Bồ Tát thường nhéo nhau. Thầy cho xin tiếp lời của bạn này là giờ giả sử như một cái người đó làm sai mà không phải sai một lần, nhưng mà cái bản thân cái người đó cũng không biết họ làm sai. Chẳng hạn như giờ họ làm sai với con thì vợ con quan hệ con bỏ qua, đúng không? Thì con bỏ qua được, nhưng mà họ cũng vẫn làm cái cách đó với người khác nữa. Rồi dù còn giống như cái người cái bên ta bỏ qua nữa thì ta nghĩ cứ làm đúng hoài, thì cứ như nguyên một cái chùa bị có người đó hoài à. Thì mình liệu mình có nói người đó không thầy, hay là gì mình quan hệ hết mình không nói? Dạ. Tại vì một đống người bị người thầy đó. Cái gì cái từ này dễ một tiếng Việt giờ nó quên rồi.
người thì ta nói nhiều người, nó nói là một đống người. Rồi. Bây giờ thầy giải thích cho con cái ý đó nha. Con đừng có nghĩ là người ta không biết, người ta đang đóng vai là Nam Mô Thường Lịch Hạnh Bồ Tát. Người ta muốn thử coi những con người này có thật sự tu hay không. Họ mang cái mạng nhát, cái nhãn hiệu tu vậy đó. Chứ còn mình chỉ cần đụng tới là họ nổi chứ Bồ Đề Gai không đó. Cho nên họ có vô họ thử hết cái chùa này thì chùa này vẫn là đóng vai Phật không à. Thử mất chứ. Bây giờ con muốn đóng vai ác thì mọi người vẫn để cho con đóng vai ác. Tại vì con là Nam Mô Thường Đóng Vai Ác Bồ Tát. Cái việc đó ai cũng biết. Nhưng mà cái người tu không có cần phải nói đâu. Người tu không cần phải nói. Bởi vì đúng quy tắc của người tu là mình tu cho mình hay tu giùm người ta. Tu cho mình mắc kêu mình rảnh quá đi con. Nam Mô Thường rảnh quá Bồ Tát. Con lo học Phật đi, để thầy hiện hỏi cái gì con cũng biết hết. Cái đó gọi là thường tinh tấn Bồ Tát hay là thường học giỏi Bồ Tát. Còn đằng này mình thường đâm thọt Bồ Tát kia. Nên không có ví dụ đó con, bỏ đi. Miễn bạc, ai tốt ai xấu, miễn ta đến chùa. Mà quý vị suy nghĩ với thầy đi, quý vị góp ý người này người kia, có phải là người ta bỏ chùa không? Người ta bỏ chùa, người ta còn nói xấu chùa nữa, thì tại sao mình đi làm những cái hạnh như vậy? Mình không phải người ta sai mà mình sai đấy. Còn bây giờ người nào cũng lo tu hết, ai cũng dễ thương hết, mà người nào đóng vai ma quỷ thì ở trong cái đạo tràng của Đức Phật, thời Đức Phật còn tại thế, các vị thánh đệ tử lo tu tập thôi, còn ma nó ra nó làm cũng vì lý do đó mà ma nó thỉnh Phật cũng nhập niết bàn đấy. Đức Phật nói 3 tháng nữa Như Lai nhập niết bàn, ma vương nó ra nó thỉnh Đức Phật nhập niết bàn, thì trong đạo tràng nó vẫn có ma, ai dám đụng tới ma đâu, vì oai lực của nó rất là lớn. Cái người mà về chùa nó phá, cho đến hòa thượng viện trưởng nó còn phá đừng nói cô. Cho nên đâu có cần nói vậy, là con không có nghĩa địa gì hết. Không có nghĩa trang gì chứ. Viễn ly, viễn là xa, ly là không quan tâm tới nó, là rời luôn. Viễn ly là xa lìa, vọng tưởng có nghĩa là con ngồi đó con suy nghĩ giống như người đẹp trai nhất rảnh quá, nó ngồi nó vọng tưởng tiếng đạo. Nó nghĩ là nếu tôi không nói bài này thì bài này liền với nó, bài này liền nó, bài kia bài này có rảnh lắm, nó rảnh vọng tưởng tiếng đạo. Con gặp nó con gọi là Nam Mô Thường Vọng Tưởng Bồ Tát. Vọng tưởng điên đạo mà dứt trừ vọng tưởng điên đạo thì cứu cánh niết bàn. Có nghĩa là mình muốn có niết bàn thì mình phải xa liền mấy cái vọng tưởng đó đi. Con người ta ngồi suy diễn dữ lắm, mà nhất là người nữ. Người nữ thường khi ngồi đó suy nghĩ cái này cái kia cái nọ, nghĩa là rảnh quá nhàn cư vi bất tiện này. Cho nên mình phải có pháp môn tu, là lý do mình đừng để mình nhàn. Bây giờ một ngày mình niệm 10.000 câu niệm Phật thì mình tranh thủ mình niệm, tại vì sợ không đủ. Cho nên mình đặt ra cho mình một ngày niệm 10.000, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Sao thấy chữ Nam Mô nó lâu quá, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái nó thấy sao lâu quá, Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật. Làm biết còn có 2 chữ thôi. Nhưng mà thôi nó làm sao cũng được, nó làm Phật 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 rồi nó quen rồi. Rồi xin mời thầy giảng về Phật pháp rồi đi đây ngay thì con biết là thầy cũng hiểu về những cái gì lực của giới Phật,
con có hay cái tin đó là cái một cái thầy chủ trì lớn ở bên Việt Nam á, thầy đó mất. Con không biết là sao mà cái thầy giảng dùng cái ví dụ như ra nói là ở bên đó làm đám tang theo kiểu Phật pháp cái gì cao cấp của Phật giáo, thì cái đó con không biết cái phân biệt giữa cái cao cấp với lại cái bình thường của cái đám tang của cái đức giáo chủ, phó giáo chủ của mới mất mấy ngày nay. Thì rồi cho một tràng vỗ tay cho tôi. Anh muốn hiểu thêm về cái cấp bậc của giáo hội và làm cái đám tang công bố là cao cấp của giáo hội Phật giáo. Hòa thượng phó pháp chủ hiểu cái phân biệt là sao? Hòa thượng phó pháp chủ mà vừa mới viên tịch. Mình suy nghĩ vậy nè, bây giờ đối với cái đám tang của một cái vị thủ tướng hay là một vị tổng thống thì cái này có phải là quốc tang không? Thì mình hỏi là cái quốc tang nó khác với lại cái đám tang trong nhà mình như thế nào, thì rõ ràng nó khác thôi. Một con người bình thường với một con người có cái công đức với cái xã hội này, có khi cái ngày đó người ta cho cả cái đất nước này nghỉ làm luôn mà vẫn được hưởng lương. Cái ngày đó để tang gọi là quốc tang. Thế thì mình hiểu rằng là một cái bậc người ta đóng góp cống hiến cho giáo hội từ nhỏ cho đến giờ, người ta cống hiến cho giáo hội hơn 50 năm rồi. Như vậy thì giáo hội có cái ơn với họ, thì cái lễ của một cái bậc mà cao đức thì cả cái giáo hội là từ hòa thượng chủ tịch cho đến ở dưới các cái tỉnh thành người ta đều đến viếng, thì cái lễ đó nó phải lớn mà. Nó y như là một cái bậc mà có công lao rất là lớn vậy đó. Ngày xưa mà gọi là một vị đại thần mất đi chẳng hạn vậy, thì ngài là một vị trụ cột của Già Lăng. Phật giáo mất đi một bậc gọi là lân tượng trong Phật pháp, thì cho nên là tất cả tăng ni cả nước cho đến nước ngoài đều hướng về để cầu nguyện ngài, để đó gọi là một cái bậc cấp cao. Còn giả sử như thầy hay là thượng tọa quản viện ở đây, cái công đức của quý thầy nó còn thấp, cho nên khi mình mất thì cũng có một vài nơi và có một số chư tôn đức quen biết hay là Phật tử quen biết, thì cái lễ của nó ở cấp độ đó. Còn đối với một bậc mà có công đức quá lớn thì cái lễ tang cũng hẳn nó lớn vậy thôi, chứ cũng có gì phải phân biệt. Vấn đề quan trọng là cái người đã tu nhiều đời nhiều kiếp, họ tu tới đâu, họ tái sanh về đâu, hay là họ có về được với Phật hay không, cái này quan trọng này. Chứ còn cái đám tang mà để cho thế gian này thể hiện cái tinh thần tục đế thì nó không quan trọng. Quan điểm của thầy nó không quan trọng, quý vị quan tâm thì cái đó tốt, nhưng mà theo thầy là cái hình thức nó cũng chỉ là cái để đền ơn cái người đó có công với đạo với đời thôi, chứ còn ngài có tu đắc đạo hay không cái này nó quan trọng. Đối với một cái bậc còn trẻ chỉ là một vị đại đức thôi, nhưng người ta tu đắc đạo thì sao, chứ đâu có phải là họ không cần làm cái đám tang lớn, có khi cũng không ai biết sự về với Phật của vị đó, nhưng mà vị đó vẫn là một vị thánh tăng thì sao, cái đó mới quan trọng. Chứ còn làm cái hình thức bên ngoài không quan trọng đâu. Câu hỏi cuối cùng. Thầy cho quan hệ cho con hỏi. Con có về Việt Nam đi đám ma, thì cái đám đó là bà cụ đó mất đi thì nói là cung rất là xấu, cung đài cũng gì đó rất là xấu. Rồi gia đình đó là nhờ quý thầy để lập đàn để cầu nguyện tụng kinh trì chú gì á cho cụ bà vậy, siêu thoát hay là giải cái cung đó. Mà con thấy những vị hòa thượng làm rất là hoành tráng lắm, mà ăn tiền cũng rất là nhiều, mà như vậy á là có thể giải được cái cung xấu đó không thầy? Cho một tràng vỗ tay. Thì hỏi bác anh là có thầy không, nhưng đi đây đi hỏi dưới. Bây giờ cung xấu
thì có nghĩa là mình hiểu một cách nhân quả ha. Nhân quả đi, bây giờ bà cụ mất cái cung sáu thì bây giờ mình bấm mình biết là bà cụ mất bao nhiêu tuổi, thì cái người mà những người học phong thủy địa lý là ta biết rồi ha. Ta biết luôn ngày giờ mất đó nó ảnh hưởng cái gì đến con cháu, mà trừ khi con cháu có phước báo thì con cháu mới làm, còn con cháu không có phước báo khỏi hỏi cô, khỏi hỏi tốt xấu chi cho mệt. Theo quy luật sanh già bệnh chết ai cũng chết đi chôn hết. Còn con cháu có làm phước cái gì đó thì làm, nhưng mà bởi vì con cháu muốn có khả năng để đền đáp công ơn cho bà mình, thì bây giờ thỉnh chư tôn đức là một cái lễ. Thì anh nghĩ đi, nếu mình nói ăn tiền rất là nhiều thì rõ ràng là tiền sao ăn được, lấy tiền mua cái gì đó không lẽ không. Nhưng mà người ta cái lễ đó với cái giá bao nhiêu đó, thay vì anh nghĩ coi một vị ca sĩ hát một bài lấy bao nhiêu tiền và anh phải trả bao nhiêu tiền, để bắt đầu mình mới nói là ăn tiền nhiều hay ít. Chẳng qua là mình so sánh không có hợp lý, mình so sánh không hợp lý thì mình tưởng cái đó nó nhiều. Chứ còn nếu mình nói một vị ca sĩ nó hát một bài mấy phút, 5 phút, rồi một bài đó trả tiền bao nhiêu, rồi thử coi mình thỉnh được bao nhiêu vị, mà một vị ca sĩ đó đó nó học cái bài đó nó hát là bao nhiêu lâu, nó hát cái bài đó nó diễn cái bài đó hay. Còn đối với một bậc hòa thượng, người ta tu bao nhiêu lâu để người ta tụng một cái bài kinh cho mình, mà mình nghĩ nhiêu đó là nhiều, thua một người ca sĩ nên sao nhiều. Nhưng mà tại vì mình nói với tính chất là cái người ta phỉ báng, người ta châm biếm, chứ còn làm sao mình thỉnh được một vị hòa thượng. Ở đây nè quý vị, thỉnh thượng tọa quản viện đi coi ngày trả bao nhiêu rồi hỏi ông con đi không. Không thể thỉnh được đâu, nhưng mà ở Việt Nam mình thỉnh được thì mình cho rằng cái đó là đắt, chứ không phải đâu. Thầy có đem 10.000 đô lại thỉnh thầy tụng cái đám này thì cũng tụng, còn thầy đi tụng không là thì tụng. Thế còn, vì con thấy là, nhưng mà cái đó là cái ban kinh sư người ta có giá rồi, cứ vậy muốn nói. Dạ dạ. Tại vì người ta có cái giá rồi. Là bị thấy ra giá là 50 triệu, rồi xong rồi là trả giá họ còn 12 triệu cũng tổng luôn. Nghĩa là như thế nào? Con muốn nói là, dạ. Ý muốn nói là cái nếu nói đúng giá, dạ. Nếu nói đúng giá, tại sao vậy? Bây giờ anh đi mua bông này thôi. Tại vì khi mà người ta làm á, là người ta làm dùm cho cái tổ chức đó. Dạ. Thì anh nghĩ coi, nếu anh là người không có quen biết mà anh đi mua hoa đó nha, cái hoa mà anh cắm hết cái đàn đó thôi đó, anh cắm 30 triệu chưa đủ. Thầy nói cái hoa mà anh không quen mà anh đi mua hoa đó nha, còn cái người ta quen người ta đi mua hoa đó, thì ta mua hoa này chừng 10 triệu, 15 triệu, nhưng bản thân anh đi mua 30 triệu mà về cắm còn đủ. Cái này mình phải hiểu là cái người ta biết cắm và người ta biết cách mua. Thế cho nên là nếu mình để mình làm, mình tự mua mình cắm thì số tiền nó cũng bằng y chang vậy. Nhưng mà mình thỉnh quý ngài để quý ngài mua, quý ngài cắm, quý ngài làm hết mọi thứ thì nó cũng vô như vậy. Nhưng mà mình nghĩ là cái ban kinh sư là người ta phải may luôn bàn ghế, săn bàn, rồi tượng Phật, rồi tất tần tật mọi thứ người ta sắm hết. Thế thì người ta đem tới, người ta dàn dựng cho mình, rồi bắt đầu người ta thỉnh cái vị mà chủ lễ đó, họ mới thỉnh hòa thượng A, hòa thượng B, thỉnh thượng tọa này, thượng tọa kia, đại đức này, đại đức nọ, họ thỉnh nguyên cái ban kinh sư. Nhưng mà để cho họ cúng thì thay vì họ thỉnh hòa thượng, họ cúng hòa thượng 5 triệu, 10 triệu gì đó, để cho họ thỉnh được một vị hòa thượng tới đó ngồi chứng minh cho cái đàn. Rồi họ thỉnh bao nhiêu người đó, tụng đâu phải 1 tiếng đồng hồ đâu, có khi tụng 3-4 tiếng đồng hồ, tụng thấy thương luôn. Rồi quý một cái dàn nhạc nó đờn mà nó đờn, nó hát mà nó đờn cho quý ngài tụng á, mà nó đờn cả mấy tiếng đồng hồ, có khi cả nửa đêm luôn, mình thấy tụng mình còn sốt nữa chứ. Thì gia đình người ta cúng dường bao nhiêu đó để cho cái hương linh nó có phước, và cái người mà đứng ở trên đó tụng mà phải nhiếp tâm vì hương linh đó mà tụng. Nhưng mà gia đình trả giá cho đến lúc còn 10 mấy triệu thì quý ngài nó lấy tiền xe, quý ngài phát tâm tụng không, nhưng mà lấy cái tiền xe đó để về, còn nguyên cái đàn đó thì gia đình nó phải tự mua bông hay trái hay là các cái mâm đó,
một mâm vậy anh mua mấy triệu bạc anh làm không được một mâm á. Quý vị có về Việt Nam quý vị thấy kinh sư được không? Bản thân thầy đích thân thầy đi làm luôn, thầy cùng với cái vị sư đệ đi mua luôn về cắm, nó mua thầy trả tiền thôi, mà cắm xong cái đàn đó đó hơn 70 triệu. Cái đàn hầu đó thầy cầu siêu cho ông già thầy. Nội có làm cái đàn thôi nha, chưa tính tới tiền cúng dường, chưa làm. Mà quý ngài tụng bao nhiêu thời gian mình coi quý ngài tụng bao nhiêu. Thì thầy đó ông cũng nói à, bây giờ sư huynh cúng chư tăng bao nhiêu cũng được, nó tùy thị. Nhưng mà giờ mình thỉnh 7 vị thôi, thì theo anh thầy cúng bao nhiêu một vị. Trong lúc người ta về với mình mấy ngày trời, người ta soạn đàn, người ta đăng đàn, người ta cúng xong rồi người ta dọn dẹp cái đàn. Nội mình thấy cái công lao của họ thôi. Rõ như thầy mà thỉnh kiểu đó thì đâu có làm nổi đâu. Thì tự nhiên mình cúng dường người 10 triệu thì đâu có nhiều đâu. Yeah. Mà cúng dường người 10 triệu mà ta tụng ngày hôm nay, ta tụng luôn ngày mai, rồi ta làm hết mọi thứ, thì tự nhiên mình thấy cái số tiền đó so với mình là nó không có đáng bao nhiêu. Mà mình cúng dường như vậy để mình hồi hướng cho người thân của mình. Mà nếu mình đem mình tính toán cái đó y như mình thuê ca sĩ thì xin thưa, một đứa ca sĩ nó đến nó hát trong một tiếng đồng hồ thôi, mình cũng có mượt mình cho nó 10 triệu ha, lần sau mình thỉnh nữa ha, nó chửi cho mình. Một đứa ca sĩ nó hát 3-4 bài thôi mà mình trả nó 10 triệu là muốn mình đi mình mời nó nghe điện thoại mới lạ. Cho nên thật sự là không có phải là tại vì người ta gọi là đồng tiền dính liền hút ruột, sau đó rồi người ta coi cái đồng tiền người ta quan trọng quá, rồi người ta xem là quý thầy y như mình thuê mình mướn được. Dạ không, mình là cỡ nhưng mà mình không có quan hỷ thì mai mốt quý thầy đó người ta không có đến hết đâu, mình có thỉnh người ta cũng không tới, chứ không phải mình nghĩ người ta đi làm mướn đâu. Không phải, tại người ta phát tâm người ta đi làm cái ban danh sư, còn thầy đi giảng sư, còn người ta là kinh sư, nhưng mà quý thầy đó vẫn phải cung kính tôn trọng, chứ còn không mai mốt mình thỉnh không được. Bản thân thầy đi nữa, nhưng mà bữa nay thầy tỉnh quý ngày đó về, nhưng mà thầy không có tâm cung kính để cúng dường, thì mai mốt thầy có thỉnh nhưng ở quý ngày cũng đó. Nó nghĩa là nó không phải là do đồng tiền mà do cái tâm của mình có cung kính hay không. Nhưng mà mình cung kính mình cúng sao cho nó coi cho nó được, chứ còn mình cung kính mà mình cúng mà coi nó không được thì cũng rất là khó. À, chứ còn đừng có nghe giang hồ nó đồn cái đó 50 triệu, xin thưa 50 triệu làm có đủ. Nếu anh mà về thầy cho anh coi một cái lễ nó không gì cũng lâu mà thầy đó là cũng 10 năm về trước là thầy giá cũ thầy, giá cũ giá hữu nghị. Có nghĩa là quý thầy vẫn thấy gia đình nếu mà còn trả giá y như là nó mắc quá thì trả 12 triệu quý thầy cũng cúng, nghĩa là quý thầy cũng dùng thôi. Cái đó tôi cúng xong rồi lấy 12 triệu đó tôi cho cái ban nhạc á. Nhớ là cái ban nhạc đó một anh cũng phải 3 triệu 4 triệu gì ảnh mới đi á, chứ không phải là ảnh còn ảnh đờn cho mình cả đêm cả ngày như vậy là đưa ảnh 500 triệu mà ảnh chịu đâu, được không? Cho nên là quý thầy cúng dùm á, quý thầy lấy cái tiền đã cho ban nhạc thôi. Chỉ là thầy, cái ban mà dọn dẹp ba cái đàn á. Thầy cho con tiếp nói cái vấn đề mà người mất, thầy như người mất mình biết là khi họ còn sống á, cái mình khi mà họ mất họ về đâu giữ cái đức phước họ làm khi họ còn sống. Do đó nhiều khi giống như người đã mất mà mình giống như gia đình làm cho thiệt hoành tráng này kia cái nọ này, biết không, làm cho thiệt cho giống như nở mặt nở mũi thì mình làm lớn gì có giúp ích cho cái người mất đó không thầy? Dạ. Nếu mình nói có giúp ích hay không á, dạ, thì rõ ràng là mình không có đón trước được, dạ, nhưng mà chiếu theo nhân quả đó thì nó ảnh hưởng cả người sống và người mất. Bây giờ con cái á, giàu có mà không làm cái lễ như vậy á, thì người ta chửi mấy đứa con, cha mẹ mày cả đời làm để lại tiền bạc cho mày, mày để mày ăn hết cho đến cái đám ma mày cũng không dám làm lớn, mày cũng không có cúng bái cho cha mẹ mày, thì người ta chửi những người con như vậy thì hương linh cũng đâu có, người con buồn thì hương linh cũng đâu có siêu được đó. Còn nếu mà mình nói làm lớn nhưng mà làm lớn nó đúng ý nghĩa thì cái làm lớn đó nó lại tốt cho cả người sống lẫn người chết. Giống như kinh Địa Tạng nói, người sống làm 7 phần công đức thì người chết hưởng được 1 phần. Chứ còn nếu mà cái tài sản của cải đó là của người mất mà bây giờ con cái đem ra làm mà người mất quan hỷ đâu thì người mất nhận đủ cái phần đó, thì phần đó là của họ chứ đâu phải của con cái đâu.
có như thầy cũng nhắc lại, có một hương linh, bà cụ không có thân bằng quyến thuộc. Khi bà cụ mất thì cái người hàng xóm có mượn vàng của bà cụ. Thì khi bà cụ mất rồi thì người hàng xóm chưa có kịp trả vàng, thì bà ứng mộng về, bà đòi đem đến chùa trả cho thầy. Thế thì cái phước báo của người mất á, người ta không muốn oan gia trái chủ với cái người kia, còn mượn tiền thiếu nợ tới đời sau. Người ta nói mày không muốn thiếu nợ ta đời sau nữa thì mày đem tiền đến cúng chùa để thầy cũng làm cái việc Phật sự, ta lấy cái đó hồi hướng. Vậy thì mỗi lần thầy nhớ đến bà cụ, thầy hồi hướng cho bà cụ, thì bà cụ nhận được cái công đức phước báo mà bà làm. Vậy đó. Bây giờ con cái, con cháu nó đem cái tài sản của cải của người mất đó, người ta làm cái việc Phật sự, thì cái điều đó hồi hướng được cho người mất hướng chứ. Yeah. Cho anh xin hỏi thêm một câu, ví dụ như giờ cái người, những người con á, họ giống như tất cả con của người mất á, họ đều là những người khá giả hết, nhưng mà vẫn họ vẫn để cái thùng phúng điếu đó mà họ dùng cái tiền đó để họ làm phước cho cái người mất á, mình có nên này, trừ phi nhà khó khăn thì con không nói, thế mà mình cần mình ở đây mình không nói khó khăn dạ. Thì giàu có dạ, dạ. Cái thùng phúng điếu đó đó dạ. Chính là cái nghi thức trả nợ miệng lẫn nhau. Bây giờ lúc bà cụ sống, bà cụ vẫn đi đám này đám nọ đám kia, người ta vẫn thu giải, thì bà vẫn bỏ tiền vô đó bà cúng. Thì tất cả mọi người khui cái thùng đó ra, người ta đều lấy biết, người ta biết là hết. Cô này đi bao nhiêu, cô này đi bao nhiêu, cô này đi bao nhiêu, cái lễ tang trong gia đình mình người ta ghi lại hết. Khi gia đình của người kia có hữu sự là nó lập cái sổ tang ra, bắt đầu nó gặp, nó trừ nợ đó nghe. Nó đi được ai rồi là nó gặp. Một là đi bằng số đó, hai là phải đi nhiều hơn, chứ không được lía hơn đó. Lúc đó người thân mình ta đi 300 ngàn, mà cách nay mấy năm rồi, thì bây giờ mình đi là phải đi 400-500, chứ không phải đi 300 như hồi xưa nữa. Cái này gọi là trả nợ đó, chứ không phải đơn giản đâu. Thì bây giờ bà này bà gieo từ xưa tới giờ, giàu rằng gia đình con cái có giàu có đi nữa, nhưng phải để cho người ta trả nợ bà chứ. Mình nói gia đình con cái giàu có cái mình không nhận nợ người ta, thì mặc định những người khác người ta nói cái người này nè là ngày xưa đi cho mình mà bây giờ người ta không nhận, thì cái này là cái lỗi là tại gia đình chứ không phải là tại bà già. Họ vẫn nhận để họ lấy cái đó họ đi làm phước, thì cái việc đó là cái của bà hồi xưa. Giờ bà đi y như bà chơi hụi gì đó, mà bà chơi hụi chết cái chừng chết mới hốt, hiểu chưa? Không dạ hiểu chưa? Dạ dạ dạ. Món mỡ mú hồn có chết, quý vị đi bỏ hụi cho nó. Nó chết rồi nó hốt hụi. Nó hốt hụi chết. Giờ hốt trước được không này? Hốt trước. Nó chơi hụi chết mà còn sống rồi khó. Chứ mụ hốt hụi sống đâu. Câu nữa cuối cùng nha. 9 giờ rưỡi thôi. Hồi nãy thầy nói rồi, hồi nãy thầy nói rằng mặc định á, là mình cả đời mình đi chơi hụi chết, là người nào chết mình cũng đi chơi hụi, phải không quý Phật tử? Tất cả ai mất mình vẫn đi đám cho người ta, có phải không? Mà mình đi cả đời vậy mình có đòi không? Không, cho đến chết mình mới được hốt cái hụi chết, cái hụi chết. Đến chết mình mới hốt cái hụi đó là hụi chết. Mà nãy giờ quý vị biết chưa hụi không? Còn không biết thì lát ngày mai lên Thanh Nguyên thì chỉ hụi chết. Hốt hụi mà mình hốt hụi sống á, thì mình bỏ bao nhiêu? Giả sử như cái hụi này là hụi 1 ngàn, nếu mà mình bỏ 300 thì hốt 700, còn 300 mà mình bỏ đó là xem như người ta lời, thế gọi là hốt hụi sống nè. Mà nếu mà ba người bỏ 300 hết luôn thì ba người này phải bỏ lại một lần nữa, ai bỏ hơn 300 đó mới được hốt. Sau khi khui hụi ra rồi thì ba người bỏ 300, ba người này đồng với nhau thì ba người này hốt, một là ba người hốt kia. Còn nếu không mà muốn một người hốt thì ba người này phải bỏ lại, phải bỏ hơn 300 đó mới được hốt. Thì đó, thì cái này gọi là hụi sống. Còn hụi chết là người ta hốt, mình nhiệm vụ cứ đóng ngàn tại mình chết rồi. Mình chết rồi thì người kia người ta được hưởng cái hụi sống, còn mình thì phải đóng hụi chết. Cho nên khi người ta lập cái sổ ra, người ta ghi đầu đó người thân của mình mất, giả sử như hồi kia ba thầy mất đi, ông anh này là người giữ cuốn sổ đó,
tại vì cái tiền đó thầy giao cho ổng, ổng giải quyết, cho nên khi ổng phải trả nợ hủ chết đó. Nhưng mà ông già ông đã đi một đời rồi, mình mà bây giờ người ta có người mất vẫn phải lập cái cuốn sổ đó là để coi, chứ không có phải bỏ đâu nghe, cuốn sổ hụi đó. À, khi một người nào đó mất, mình lập cuốn sổ ra mình coi, ngày xưa người ta đi mình bao nhiêu tiền, bây giờ mình phải đi lại, đó là cái tình làng nghĩ sớm đó nha. Chứ còn bây giờ mà mình hỏi là mình khui cái thùng đó ra, rồi mai mốt cái người này có phải trả nợ không? Đâu trả. Người sống nhận cái tiền đó chứ người chết có nhận đâu. Người sống xử lý như thế nào thì người sống phải trả cái nợ đó. Cho nên đâu phải người chết nữa. Người chết người ta đã gieo, đã đóng hụi cả đời rồi. Bây giờ tới chừng họ chết là họ để lại cái âm đức cho con cháu. Có những người con cháu là nó lấy cái tiền đó, nó xây mồ mả cho người chết. Thì thay vì cái tiền đó con cháu phải lấy tiền mình ra xây mồ mả, đằng này nó lấy cái tiền người ta đi phúng điếu nó xây mồ mả cho ông bà nó. Nghĩa là nó đâu có trả nợ, nó đâu có trả ơn đâu. Tiền của ông bà nó đóng hụi chết thì giờ này nó lấy cái đó nó xây thôi. Còn có những gia đình thì con cháu lấy tiền của mình ra xây mộ, còn cái tiền mà người khác, bà con người ta đi á, lấy cái tiền đó đi làm từ thiện. Vì cái tiền đó là cái tiền mà cái tình làng nghĩa xóm, ba mẹ mình hồi nào giờ đi, cho nên cái tiền đó không có đụng vô. Cô hiểu ý em nè. Chứ không có mắc mớ là phải đời sau phải đầu thai là trả nợ ba cái tiền đó vậy không. Cái tiền đó gọi là tiền vui chết, cái tiền tình làng nghĩa xóm. Nhưng mà nhớ mặc định không ai nói với ai, nhưng mà ai cũng phải hiểu, khui cái thùng đó ra không phải tự ý muốn lấy, không phải tự ý muốn lấy mà bỏ túi đâu. Cái tiền đó mà khui từng bao thơ ra phải ghi, ai mà không có ghi thì mình để ra, sau khi hết rồi thì mình mới coi trong những cái tên này nè. Bà kia bà có đi mà tại sao mà giờ không có tên bà năm nay, thì lấy mấy cái tờ mà nó, mấy cái bao thơ mà không có tên á thì mới hỏi vậy. Bữa đó chị không có ghi tên phải không? Tôi thấy chị có đi, chị có cúng, nhưng mà tôi lục ra cái danh sách không có tên chị. Hỏi bữa đó chị biết bao nhiêu rồi, tôi biết tôi ghi đâu. Trong những cái bao thơ không có tên đó nha, người ta còn kỹ tới cỡ đó đó, người ta sợ nó thiếu sót đó. Chứ không phải tự nhiên mà mình lột ra bao nhiêu rồi lấy thì vô nhét trong túi mà không ghi vô bụi chết. Cảm ơn thầy chúng ta tướng về Tam Bảo con cung thỉnh thượng tọa.